kính chào tất cả bà con cô bác anh chị em. Đây là chủ quán em. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô bài giảng liền. Bài giảng hôm nay tôi dự kiến là sẽ 6 tiếng đồng hồ đó. Có nghĩa là giảng dài đến chết anh chị em ạ. Có một lần tôi giảng xong rồi đó là ruột để quên, gan để quên, hào để quên, không cái nào đáp được cái nào hết. Tại vì ngon lắm, ngon ngon lắm. Tại vì lấy hơi nói, mà mình không phải là hơi dương bên cạnh mà vậy đó. Cho nên ráng cố gắng giảng thật sớm, anh chị em cố gắng theo dõi nha. Chúng ta tập trung theo dõi, anh chị em càng theo dõi thì tôi giảng càng nhanh. Anh chị em giúp tôi chỗ là anh chị em nhiệt tâm theo dõi để hiểu nhanh, còn tôi thì quyết lòng nói nhanh để cho nó tất cả cùng bao rồi để ruột gan ở lại chứ không có đi hết. Bây giờ tôi có nhắc nhở anh chị em một số chuyện sau đây. Anh chị em về nhà có xem đĩa không? Ngồi xuống trước đi. Anh chị em về nhà có xem đĩa không? Lời đầu năm cho con có xem không? Dạ. Tại sao? Nghe làm sao? Hôm qua có một tin vui tôi xin báo nha anh chị em. Tôi ngày hôm qua tôi được một tin vui hết sức là hãnh diện anh chị em. Mà từ hồi về nhà thờ tới nay là 15 tháng, 14-15 tháng. Ngày hôm qua có một phái đoàn ông lớn đến ghé thăm, anh biết ai không? Cha hạt trưởng ở đây nè. Cha hạt trưởng với lại bốn cha trong hàng này đến ghé thăm tôi. Tôi tưởng là đến đây cầu gia đạo chứ. Ai về đâu các ngài không có cầu gia đạo. Và các ngài vui lắm. Tôi cũng theo dõi các ngài coi đến đây thăm tôi với mục đích gì. Các ngài không có trách thần nói điều gì cả, chắc là thần nói đúng, cho nên các ngài cũng có nhắc đá động gì tới lòng thương xót của Chúa, mà chủ yếu là các ngài hỏi tôi còn bệnh không, tôi nói còn bệnh, vẫn còn đi khám bệnh để chữa trị như thường, chứ không có ngưng được. Thật sự đó là một niềm vui. Niềm vui là bởi vì các ngài đến thăm, chắc có lẽ các ngài cũng đã hiểu ra được một điều quý báu trong cuộc đời, đó là đón nhận anh chị em đến với lòng thương xót. Tôi cũng quên nói là trình bày cho các ngài biết về lễ lòng thương xót của Chúa. Thật sự tôi quên, các ngài không nhắc tôi cũng không nhớ, tại vì rồng đến nhà tôm với tôi quên rồi. Tôi mừng phát tôi quên. Thì lo nãy sồi cát tường thôi. Đó là cái niềm vui để thông báo với anh chị em đầu năm nay có các cha đến viếng thăm. Vậy bây giờ xin anh chị em bước vào việc giảng dạy của chúng ta. Bây giờ chúng ta bắt đầu tập hát không? Con đâu con thơ nhưng thôi cũng ở đây. Đau thương trên đất cuộc đời, an bằng an tranh. Ở lâu kia những lời ngọt đêm vẫn đi lên hồ, chỉ cần hiểu lời Chúa dạy con để con ở thành, để con đứng trong nước trời, ở trong nước trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thầy bảo cho anh em biết, hai nghìn người phụ nữ mà thèm muốn
hợp pháp. Ai đẩy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị đẩy thì cũng phạm tội ngoại tình. Đừng thề thố. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bể dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Chúa cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Trên khắp điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin mời dây phòng. Anh chị em biết là ngày hôm nay anh chị em theo Chúa thì anh chị em không thấy được Chúa bằng con người thật của Chúa, cũng không nói chuyện được với Chúa trực tiếp, cũng không có đụng vào Chúa trực tiếp. Cho nên ngày xưa đó thì những người mà đi theo Chúa người ta hạnh phúc là bởi vì người ta nghe được chính cái miệng Chúa nói ra. Rồi người ta thấy được Chúa đang đứng nói chuyện với người ta. Người ta thấy được là cái tư tưởng của Chúa, cái lời dạy của Chúa rõ ràng, cụ thể. Cho nên người ta khốt hơn anh chị bây giờ nữa. Là bởi vì người ta được Chúa dạy trực tiếp. Nên đức tin của người ta nó khó lúc lại lắm. Mà nó khó lại được lắm. Cho nên người ta rất là yên lòng để theo Chúa, là bởi vì chính Chúa dạy. Còn ngày hôm nay anh chị em đi theo Chúa thì có được Chúa dạy trực tiếp không? Vậy Chúa dạy cách nào? Qua hát nhà thiền giáo. Chúa dạy qua lời của Chúa, mà lời của Chúa thì nhờ các linh mục. Như anh chị em biết đó, là tôi từ nhỏ đến lớn, tôi ở trong gia đình của tôi với cha mẹ tôi với anh chị em tôi là những người dốt nát không à. Cha mẹ tôi, anh chị em tôi là những người dốt nát. Không có ai có trình độ cả. Tôi là con út trong gia đình thì nói chung thì chắc cũng sáng sủa hơn chút cho nên được đi học. Vậy thôi. Rồi sau khi được đi học thời gian, kéo đầu mình trở về. Sau khi được đi học thời gian, kéo đầu mình trở về, kéo đầu mình bài đặt, mình làm linh mục, kéo mình ra mình giảng dạy. Anh chị em thấy, thật sự nếu mà xét về cái người mà đứng giảng dạy cho anh chị em á, thì phải là một người có những cái bề dày thật là dày. Nói chung là phải có kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Và người đó phải hiểu biết tận tường. Và người đó phải có một cái phước báo cực kỳ lớn lao, thì người đó mới là cái người dạy dỗ anh chị em, cho nên xứng đáng đúng đường, đúng lối, đúng ngõ, đúng lời. Còn anh chị em thấy đó, như tôi là một đứa con nít, rõ ràng trước mặt anh chị em bây giờ tôi là một đứa con nít. Về cái học vấn của tôi không có ăn nhầm gì cả. Nói chung là chưa đầy lá mít. Mấy đứa mà đang học tiếng Anh ba mớ đó, gặp nó hello rồi nói chuyện ba cái nó goodbye nha. Thằng kia nó quạo lắm, chưa đầy lá mít mà đã goodbye. Quạo lắm, chưa đầy lá mít. Giống như tôi vậy, chưa có đầy lá mít. Mà tôi đứng đây tôi giảng dạy cho anh chị em, trong khi đó anh chị em đã theo Chúa là có người 50 năm, 70 năm, 100 năm, 80 năm, 20 năm. Tôi theo Chúa có vài chục năm thôi,
cái thời gian theo Chúa của tôi nó thấp hơn em xa lắm. Vì thế mà những gì mà tôi nói với anh chị em ngày hôm nay thì chưa chắc là hoàn toàn 100% như là Chúa dạy. Bởi vì rõ ràng anh em thấy tôi là con nít mà học hành cũng tới nơi tới chốn, tuổi nhỏ hơn anh chị em, giữ đạo ngắn hơn anh chị em, chuyện đời không biết bằng anh chị em. Vậy thì làm sao mà tôi có thể nói đúng về Đức Kitô cho anh chị em sống được? Cho nên anh chị em tội nghiệp anh chị em là chỗ không? Tội nghiệp anh chị em là chỗ không? Giả dụ như bây giờ có một người mà quyên thân về Chúa mà nói về Chúa cho anh chị em thì anh chị em phước báo, anh chị em hạnh phúc. Mà tất cả chúng ta mọi người đều không hiểu nhiều về Chúa, cho nên thấy thương anh chị em. Còn riêng về tôi đứng giảng dạy cho anh chị em nghe đây, những gì mà tôi nói với anh chị em mà đúng như lời của Chúa nói thì cái vận mạng tôi được bình an, phước báo tôi còn. Còn những gì mà tôi nói với anh chị em mà không đúng như cái ý muốn của Chúa đó thì vận mạng tôi là nó như chỉ mạnh theo Chúa, và phước báo của tôi từng ngày nó tàn, nó lụi, mất hết. Bởi vì mình nói không đúng đường. Mà như anh chị em biết, lời Chúa cách đây là 2000 năm. Chúa đã ra đời cách đây 2014 năm, thì lời Chúa cách đây có khoảng gần 2000 năm. Như vậy thì lời Chúa đã trải qua 2000 năm như vậy thì trải qua nhiều thứ tiếng, trải qua nhiều thời kỳ, trải qua nhiều thời đại, trải qua nhiều con người. Mỗi người dẫn anh chị em đi một kiểu, dẫn đi theo Chúa đó, nhưng mà một kiểu của họ suy nghĩ kiểu, mỗi người kiểu. Cuối cùng là tam sao thì thất bộ. Còn anh chị em thấy không? Vậy ngày hôm nay anh chị em không được phước nghe Chúa giảng như những người thời xưa. Như vậy thì mỗi người chúng ta hãy tự cứu mình là ngay cái chỗ này. Hãy tự cứu lấy mình là ngay cái chỗ này. Và chúng ta hãy nhìn thẳng vào lời của Chúa, nhìn thẳng vào cái gương của Chúa để mà chúng ta đi theo con đường của Chúa. Chứ chúng ta đừng có tưởng rằng là ông này nói đúng, ông này làm đúng, ông này hay, ông này giỏi, ông này tài. Điều này anh chị em đừng dựa vào đó, mà anh chị em phải dựa thẳng vào Chúa để anh chị đi. Bởi vì không có một con người nào mà nói hoàn toàn đúng như lời của Chúa đâu. Chỉ là nói là cái ý của Chúa thôi. Mà nói là cái ý của Chúa thì ý của Chúa là gì anh chị em hiểu rồi. Chúa đến trần gian này là để dạy cho anh chị em một cái con đường gì anh chị em đã biết rồi. Thực thi như thế nào anh chị em đã biết rồi. Cho nên giờ đây tôi khuyên anh chị em là hãy nhìn thẳng vào lời Chúa để mình đi. Hãy nhìn thẳng vào gương Chúa để mình thực hành. Đó. Chút nữa tôi nói nhìn thẳng vào gương Chúa, nhìn thẳng vào lời Chúa để mình đi như thế nào. Chỗ này anh chị em chút nữa nhắc tôi nha, để tôi quên. Chúng ta nhìn thẳng vào gương Chúa để đi như thế nào thì chúng ta sẽ dừng lại ngay chỗ này để chút nữa ta đi tiếp. Vậy khi anh chị em được hướng dẫn về Chúa, mà những con người thấp bé như vậy, tuổi tác như vậy, tôi tin còn chưa rồi nữa, làm gì mà tôi dẫn anh chị em đi cho nó đúng đức tin được anh chị em? Bản thân tôi bây giờ thì ngủ chưa sạch, làm gì mà tôi có thể dẫn anh chị em đi đúng đường được? Vậy thì các linh mục khác cũng như vậy chứ đâu có hơn. Cho nên vì thế mà đời sống đức tin của anh chị em đó có nhiều cái sai lệch lắm, có rất nhiều cái sai lệch. Tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi, cái bài phúc âm mà Chúa Giêsu bài phúc âm mà thuật lại cho chúng ta về việc cái chết của người Công giáo chúng ta đó là cái chết bất ngờ, mà trong bài tin mừng đó là nói là cái ngày mình chết là ngày Chúa đến. Hơn nè, ngày mình chết là ngày Chúa
Chúa đến để rước mình đi. Mà cái chết là nó có báo cho mình biết đó không? Vậy là cái chết bất. Vậy là Chúa đến với chúng ta một cách bất bất ngờ, mà ở trên thế gian này ai đến với mình là bất ngờ? Chỉ có những người ăn trộm mới đến với mình một cách bất. Ăn trộm nó đến với mình nó có thông báo không? Vậy thì nó đến bất. Vậy thì chúng ta mới áp dụng là Chúa đến với chúng ta một cách bất ngờ như là kẻ áp dụng Chúa là kẻ sai đức, sai đức tin. Thấy không? Sai đức tin chỗ là bởi vì rõ ràng những người hướng dẫn anh chị em là những người học ít rồi hiểu ít rồi tuổi trẻ giữ đạo chưa có đàng hoàng nữa, mà bây giờ đọc cái bài phúc âm đó, đọc cái bài phúc âm đó sau đó áp dụng liền. Chúa đến với chúng ta như là một kẻ trộm, Chúa đến bất ngờ. Và kẻ trộm thì chỉ có kẻ trộm nó mới đào ngạch, nó muốn vô nhà mình thì nó đào ngạch khoét vách nó mới vô nhà được, chứ mình đóng cửa mà. Vậy thì áp dụng Chúa đến với chúng ta như là một kẻ trộm, mà kẻ trộm đến với mình là phải đào khoét. Chúng ta áp dụng Chúa như vậy, áp dụng Chúa như vậy. Bởi vậy anh em hiểu sai đức tin, hiểu sai lạc ngay chỗ này, cho nên cuộc đời anh em nó mất phước hết. Thầy của mình là đứng xuống trần gian này mà để chịu chết vì mình, đau khổ vì mình, chuộc tội cho mình, làm tất cả những điều lành cho mình, mà bây giờ mình nói ổng là kẻ kẻ trộm. Còn nhiều chuyện nữa chứ mình sao không biết. Ba cười đó không? Đúng vậy không? Đúng vậy không? Cho nên những người mà tuổi trẻ, những người mà không có bề dày gì đức tin á, là dẫn anh chị em đi, là nếu dẫn đúng thì tốt cho anh chị em, mà nếu dẫn mà không đúng là anh chị em hiểu sai, mà hiểu sai thì mù, mà dẫn mù cả hai cùng đi xuống đó. Đây rồi, vậy là chúng ta đã xuống bao nhiêu hố rồi, chúng ta đã xuống bao nhiêu hố rồi đó. Vì thế khi anh chị em đến lòng thương xót Chúa này thì anh chị em phải học lại cho nó đúng cái đức tin mà chúng ta tôn thờ. Thiên Chúa là đứng chúng ta tôn thờ, mà chúng ta ví Thiên Chúa như là một kẻ đến một cách bất, mà đến bằng cách là đào ngạch khoét chứ không đi chỗ trước nữa đó. Rõ ràng anh chị em đến đây là để học lại. Bây giờ anh chị em không cần biết là bao nhiêu tuổi giữ đạo bao nhiêu năm, mà anh chị em đã hiểu Chúa như vậy đó là hiểu đúng hay là hiểu sai. Vậy phải học lại thôi. Học lại đó là được gọi là chúng ta sai thì chúng ta phải học. Cho nên trong Kinh Thánh hôm nay đó, Chúa Giê-xu đến trần gian là để kiện toàn luật của Mô-xê và Mô-xê đó. Vậy anh chị em hiểu sai đức tin thì anh chị em đến đây là để làm gì? Học lại, còn nó gọi là có nghĩa là để kiện toàn mình trở lại cho nó đúng, để không mình đi sai đường, cho nó đúng để không mình đi sai đường đó. Anh chị em thấy không, còn nhiều chuyện để chúng ta áp dụng nữa, chứ không phải là áp dụng bình thường được như vậy thôi đâu. Bây giờ chúng ta coi Chúa Giê-xu kiện toàn luật của Môi-se như thế nào. Tại sao gọi là luật Môi-se? Có nghĩa là trước khi Chúa Giê-xu xuống thế làm người thì con người ta thờ Chúa. Mà con người ta thờ Chúa thì người ta dựa vào ông Môi-se. Mà ông Môi-se hiểu Chúa như thế nào, mà ông dạy người ta đó là Chúa dạy mày chớ ngoại tình. Bây giờ chúng ta coi luật Chúa, Chúa Giê-xu đến kiện toàn cái luật này như thế nào nữa nha. Tại vì khoan con, những người ngày xưa đi theo Chúa là dựa trên cái lời luật của ông Môi-se mà viết ra. Cho nên người ta học cái luật của Môi-se để người ta thờ Chúa. Đơn giản thôi. Giống như ngày hôm nay luật Chúa thì có đây nè, mà anh chị em thì không nhìn vào luật Chúa để anh chị em đi, mà anh chị em nhìn vào luật của ai? Phàm nhân để đi. Mà luật phàm nhân thì dẫn chúng ta đến luật Chúa, mà luật phàm nhân mà dẫn chúng ta không đến luật Chúa là chúng ta không thể đi được.
thiên. Bây giờ chúng ta coi luật Môi-se là chớ ngoại. Bây giờ chúng ta coi Chúa Giê-xu đến kiện toàn như thế nào. Chúa dạy nè, con thầy ai những người phụ nữ mà em muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Đó, Môi-se ngày xưa dạy cho dân là không được ngoại tình, nhưng mà nếu mà ai ngoại tình thì không biết làm sao nữa, hả? Làm sao? Ném đá, đúng rồi. Còn Chúa Giê-xu thì nói kiện toàn bằng cách là không ngoại tình bằng cách nào? Ai nhìn có nghĩa là Chúa Giê-xu á, là luật Môi-se đã ra, mà luật đó ra như vậy mà con người ta sống như vậy là sai, cho nên Chúa Giê-xu đến mới, Chúa Giê-xu mới bác bỏ cái sai đó, làm cho nó đúng trở lại, làm cho nó đúng trở lại. Giống như ngày hôm nay anh chị em làm một cái điều gì đó có lỗi, thì anh chị em có lỗi là mình sai, phải không nè, mà mình muốn sửa lại thì mình phải học hỏi, phải sửa lại rồi mới đúng nữa. Có nghĩa là kiện toàn, Chúa Giê-xu kiện toàn luật Môi-se, có nghĩa là luật Môi-se sai, Chúa mới làm lại cho đúng. À, nhưng mà luật nào sai là Chúa làm lại cho đúng, luật nào sai là Chúa làm lại cho đúng. Rồi Chúa còn dạy mình á một cái cao siêu hơn nữa, chứ không phải là chỉ làm luật này sai rồi kiện toàn lại thôi. Ở đâu, ở không đâu mà kiện toàn hoài. Chúa Giê-xu nói cái luật này sai rồi, anh sai là anh phải ăn năn đền tội, bởi vì anh sai là anh phải ăn năn đền tội. Nhưng mà trước khi anh sai đó, ví dụ như anh muốn ngoại tình đó, trước khi anh ngoại tình thì nhìn người phụ nữ mà thèm muốn là anh đã sai rồi, có nghĩa là từ trong tư tưởng của anh là đã sai rồi, chứ không phải là ra lời nói cái gì việc làm. Từ trong tư tưởng của mình là đã sai rồi, chứ không phải là ra lời nói hoặc là ra đến việc làm, mà chúng ta đã sai từ ngay trong cái tư tưởng. Mà vì luật Môi-se này sai cho nên Chúa Giê-xu đến, Chúa Giê-xu kiện toàn, sai Chúa Giê-xu làm lại cho đúng. Bây giờ Chúa dạy mình là không được sai nữa. Giống như bây giờ chúng ta hay nghe khoa học đời sống hàng ngày, y tế ngày hôm nay đó, thì người ta nói rằng là mỗi một lần mà những người bị cúm H5N1 thì những người đó có khả năng là bị chết. Bây giờ nói đơn giản là bệnh SIDA đi. Bệnh SIDA là chết hay sống? Vậy bây giờ khi mà những người bệnh SIDA rồi thì người này có sửa lại được không? Sai rồi. Những người này đã sai rồi. Bây giờ muốn không bệnh SIDA thì mình phải làm sao? Hả? Mình muốn không để mình bị bệnh SIDA mình phải làm sao? Mình bệnh mình mới đi trị. Mà mình muốn không bị bệnh SIDA mình phải làm sao? Hả? Phải giúp chữa. Hãy để trên phòng, đây gọi là phòng bệnh. Sao thuộc câu này đó hả? Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi anh đã bị bệnh rồi thì anh phải chữa. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói nè, phòng bệnh này đi. Còn khi mày đã bị bệnh rồi thì phải chữa. Khi anh đã phạm tội rồi thì phải đền. Đó nè. Nhưng mà trước khi anh phạm tội thì anh lên phòng đi, đừng có để phạm. Phòng tội hơn là phạm. Phòng tội. Phải không? Đề ngừa phạm tội hơn là phạm. Mà nếu phạm tội là phải. Mà luật Môi-se là sai rồi thì Chúa đến, Chúa kiện toàn làm cho nó đúng. Bây giờ Chúa xuống giải tiếp tục nè. Đừng đề phòng cái luật này trước đã, đừng có để phạm vô. Đề phòng nó trước đi chứ đừng có phạm vô. Cho nên Chúa Giê-xu nói là ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình rồi. Cho nên Chúa Giê-xu dặn mình là hãy đề phòng trước khi thèm muốn đó, hiểu chưa? Chúa Giê-xu kiện toàn
kiện toàn là cái nào sai Chúa làm cho đúng. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy mình một cái cao cấp hơn nữa là chúng ta đừng thèm muốn trong tư tưởng trước đó kìa. Anh em chớ hội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Nếu mình thề là mình sai là đúng. Sai. Và luật ngôi sen này dạy mình thề. Vậy là luật ngôi sen đúng hay sai? Sai. Đó. Vậy thì Chúa đến Chúa kiện. Kiện toàn. Chúa kiện toàn có nghĩa là luật này sai rồi Chúa mới kiện toàn cho nó đúng. Dạ. Ai sai rồi thì lo đi, ăn năn đền tội đi. Nhưng mà anh đã lỡ phạm tội rồi thì anh đi đền. Còn Chúa dạy mình là trước khi phạm tội thì anh đề phòng nó, đừng để phạm tội. Đó. Cái cao cấp mà khi Chúa Giêsu đến trần gian là như vậy. Thí dụ như là Môi-se nói luật của Môi-se là mắt đền, răng đền. Luật này đúng hay sai? Còn khi Chúa đến trần gian, Chúa nói ai giả má bên đây thì đó. Như vậy là cái chuyện mắt đền mắt, răng đền răng là đúng hay sai? Sai. Chúa mới nói bỏ được đó. Thay vì mắt đền mắt, răng đền răng thì bây giờ người ta móc mắt bên đây thì mình đưa mắt bên đó. Chú kiện toàn là như thế. Như vậy là luật đó là luật sai, chú mới kiện toàn đã. Nhưng mà chú kiện toàn cái luật đó cho đúng lại rồi, sau đó chú dạy mình là đừng để dính vô đây, mà muốn đừng để dính vô đây thì phải để. Giống như bây giờ y tế người ta gọi là mình phòng bệnh hơn là chữa. Đừng có để mình mắc bệnh rồi mới đi chữa. Ai phạm tội rồi thì phải lo đi, đi đền. Nhưng mà trước khi phạm tội thì mình phòng tội, đề phòng phạm. Đề phòng là ăn trộm hơn là bị ăn trộm. Giống như là mình mất trâu rồi thì mới làm chuồng. Đó, mất trâu rồi mới đi làm chuồng. Cho nên Chúa Giêsu đến kiện toàn cái luật này cho đúng. Nếu ai đã sai rồi thì phải đi đi đền, đi đền. Luật Môi-se đã sai thì Chúa làm lại cho đúng. Mà ai đã từng sai luật Môi-se rồi là phải đền. Rồi Chúa dạy mình nè, đừng có phạm như vậy nữa mà hãy đề phòng, hiểu chưa? Chút nhiệm vụ của Chúa Giêsu đến trần gian trong cái bài tin mừng này là Chúa làm như vậy đó. Anh chị em từ từ nghe rồi chúng ta hiểu. Ngay cái chỗ này, do bởi các cha phân tích không có rõ ràng cho nên anh chị em nói là luật Môi-se là đúng, Chúa làm cho nó đúng hơn. Đúng rồi thì làm gì có chuyện đúng hơn được. Đối với thiên liêng, đối với Chúa hỏi cái này, anh sai là anh sai, mà anh đúng là anh đúng. Hãy anh sai thì tôi chỉ cho anh sai rồi anh lo đền tội. Nhưng mà tiếp theo đó, những người mà chưa phạm tội thì lo đề phòng. Chúa Giêsu đến trần gian làm điều đó. Vậy hôm nay trở lại, ví dụ như trước đây anh chị em hiểu Chúa là một người hà khắc là đúng hay là sai? Sai. Vậy anh chị em sai là anh chị em phải sửa, phải đền. Nhưng mà khi anh chị em đến đây, anh chị em nghe cha giảng lại thì anh chị em được kiện toàn. Anh chị em đề phòng đừng có nói Chúa là người hà gạch chỗ không, thu nơi không. Trước đây anh chị em hiểu Chúa của mình là như vậy. Rồi trước đây anh chị em hiểu á, ví dụ như cái dụ ngôn của người quản gia bất lương á. Cái người quản gia bất lương này nè, là khi mà ông chủ ổng bất lương với con nợ rồi thì ông chủ nghe người ta đồn quá trời, thì ông chủ mới kêu ông quản gia bất lương này lên: anh tính toán sổ sách với tôi đi, tôi nghe người ta nói anh sau đó anh hãy tính sổ lại, sau đó tôi đuổi việc anh. Thì ông quản gia bất lương này, ông nghe ông chủ quyết định như vậy, ông làm sao? Ổng đi á, là ổng làm phước cho con nợ. Như vậy ổng tốt hay là xấu? Cái này anh chị em phải tìm cái đĩa này nghe nha. Khôn ngoan thế gian là xấu hay là tốt? Không biết xấu hay tốt, nhưng mà khôn ngoan thế gian thì làm quan quá. Không biết xấu hay là tốt, nhưng mà khôn ngoan thế gian là làm quan quá, ngục thế con. Mà dại dột thế gian thì làm quan.
Vậy trước đây các cha mời gọi anh chị em hãy học vào cái tấm gương của người quản quản gia. Vậy là tấm gương này tốt hay xấu? Đó. Bây giờ anh chị em lại học ngay cái tấm gương đó rồi là anh chị em đúng hay là sai? Vậy thì anh chị em đến đây anh chị em biết mình sai là mình phải lo đi lệnh. Sau đó trai nhảy cho anh chị em là hỏi đề đề phòng, hiểu chưa? Đó. Đó nè. Giống như bây giờ anh chị em nói Chúa của chúng ta là một người hà khắc. Đó. Anh chị em nói Chúa của anh chị em là một người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không giặt. Vậy tóm lại nè, cái chuyện mà Chúa kiện toàn được Ngô Sen nói rõ ràng cho anh chị em hiểu nè. Tại sao Chúa kiện toàn luật Môi-se? Chúa kiện toàn luật Môi-se là bởi vì luật Môi-se đúng hay là sai? Sai Chúa mới kiện toàn cho nó. Ví dụ, luật Môi-se dạy chúng ta là mắt đền mắt, răng đền. Ai quýnh mày thì mày quýnh, quýnh lại. Ai móc mắt mày thì mày móc mắt lại. Ai móc mắt mày thì mày móc mắt lại. Nhưng mà cái luật này đó là sai, cho nên khi Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu kiện toàn bằng cách là hãy ai móc má bên đây thì mình đưa má bên kia, ai giả bên đây là mình đưa bên kia. Và Chúa Giêsu làm cho luật này đúng lại, bác bỏ cái luật sai này. Và thế và đó là một cái luật đúng, thế và đó là một cái luật đúng. Và dạy cho mình thêm một chuyện thứ hai nữa là hãy đề đừng dính vô cái tội đó, đừng dính vô tội. Áp dụng đó là anh chị em ở họ đạo, anh chị em được các cha giảng dạy là Chúa là một ông chủ hà, gặt chỗ không, thu nơi không, không giải. Rồi Chúa là kẻ trộm đến mất bất ngờ. Vậy đúng hay là sai? Vậy mình sai như vậy thì mình phải kiện toàn bằng cách nào? Ăn năn đền tội. Và sau đó khi anh chị em lên tới đây rồi, anh chị em biết ô, mình học như vậy là sai. Bây giờ cha Tường kiện toàn mình lại, sai là phải ăn năn được. Sau đó ông dạy cho mình là phải đề phòng, đừng bao giờ phạm vô đó. Đơn giản. Bây giờ khi mà Đức Phật ra đời đó, thì Đức Phật thấy trong vũ trụ này có một cái luật nhân quả. Đức Phật mới nói với chúng sinh đó, con ơi, trong vũ trụ này có một cái luật nhân quả, mà hãy con gieo là con gặt, con gieo điều lành là con gặt điều lành, con gieo điều ác là con gặt điều ác. Đức Phật nói với chúng sinh là trong vũ trụ này có một cái luật như thế, các con hãy đề phòng. Đó. Chúa Giêsu đến là bác cái luật sai này, sửa lại cho nó đúng. Và sau đó Chúa dạy mình hãy đề phòng. Anh chị em đến đây rồi, anh chị em nghe giảng cái gì sai là mình phải sai, mà sai là phải ăn năn đền tội, rồi sửa lại. Sau đó cha dạy cho mình là phải đề phòng đừng phạm tội đó nữa. Đề phòng đừng phạm tội. Đó là Chúa Giêsu đến kiện toàn luật Môi-se là như vậy đó anh chị em. Chúng ta hiểu chưa? Hiểu chưa nè? Đó. Đó, bây giờ nè. Bây giờ là từ xưa đến nay anh chị em được dạy lửa liên tội là ở đâu? Lửa liên tội ở đâu? Nè, thấy không? Xưa nay anh chị em được dạy lửa liên tội là chết rồi mới vô đó, chứ không ai chết rồi mới biết. Mà thiệt, Chúa ơi, dạy mình đó là chết rồi vô trong đó ở con. Rồi sau đó vô trong đó ở tới chừng nào lên thiên đàng thì Chúa biết, cha không biết. Đừng dạy mình là như thế đó. Thể mày ở trần gian mày phạm tội, mày chết mày vô trong đó ở, còn chừng nào mày được về trời thì Chúa biết, tao không. Tha bắt mặt với Chúa. Các cha dạy mình như vậy, anh chị em đồng ý không? Đồng ý không? Bây giờ anh chị em, điều đó đúng hay sai tôi không có bác. Bởi vì đâu có ai biết là sau khi chết là vào luyện tội hay là vào thiên đàng hay là vào quả. Đâu có ai về nói lại. Cho nên điều đó là điều mơ hồ đó. Bây giờ điều mà tôi kiện toàn anh chị em là anh chị em hãy nên nhớ là lửa luyện tội là ở thế
Đó, anh chị em thấy ngon lắm không? Thấy không? Có phải là kiện toàn không? Đó. Cảm ơn anh. Bây giờ anh chị em hiểu lần lần nha. Còn đâu có ngờ lời tôi cũng chính ở thế. Mà từ xưa đến nay anh chị em cứ ngỡ rằng là lửa luyện tội là sau khi chết mình phạm tội là mình phải vô lửa luyện. Đó, xưa nay anh chị em được dạy là như thế. Là còn sống, khi anh chết là Chúa rước anh về. Nhưng mà nếu mà Chúa chưa rước anh về là anh vô lửa luyện tội. Mà có ai chắc chắn là khi chết mà không được rước về trời là vô lửa luyện tội? Ai chắc chắn điều này? Cuối cùng thì cái ông cha ông nói thôi Chúa biết con, cha cũng không biết luôn. Vậy mình cũng theo ổng, Chúa biết luôn thôi, tao vô đó tao ở. Còn cái chuyện đó thì bây giờ tôi không phải là Chúa, tôi không phải là Thánh, cho nên tôi không hề dám nói là lửa luyện tội sau khi chết là có lửa luyện tội vô đó nằm. Tôi không dám nói, tại vì tôi chưa có thần thông, tôi chưa thấy. Chừng nào tôi thấy tôi nói liền. Bây giờ tôi chỉ thấy là lửa luyện tội ở thế. Bây giờ anh chị em bệnh ung thư nằm lăn lóc chờ chết, có phải là đang nằm trong lửa luyện tội không? Đó, cụ thể đó. Cụ thể. Vậy thì bây giờ cái lửa luyện tội mà sau khi chết có hay không, chúng ta để đó, chúng ta không bàn. Mà nếu biết có hay không thì chỉ có Thánh mới biết được. Còn tất cả chúng ta là phàm phu. Tất cả chúng ta là phàm phu, chúng ta đừng kết luận là sau khi chết là có lửa luyện. Điều đó chúng ta kết luận điều đó là để Thánh kết luận. Chúng ta là phàm phu, chúng ta đừng kết luận. Mà xưa nay anh chị em được dạy như vậy đó. Sau khi chết mà mày không được Chúa rước về là mày vô lửa luyện. Luyện tội nằm đó con. Chờ chừng nào mà đền tội xong rồi Chúa cho về thiên. Ai chắc điều đó 100% giơ tay lên coi nào. Đó, chị thấy không? Chị thấy bây giờ được điều kiện toàn lại chưa? Vậy chúng ta phải hiểu cho nó đúng nghĩa là còn đâu có lửa liên tôi cũng chính ở thế. Hát bạn ơi, được chưa? Hát được chưa? Hiểu là hát được liền à. 2, 1. Còn đâu có ngờ lửa liên tôi cũng ở thế gian. Nhưng ở thế gian này là lửa liên tội. Mà nếu như mà anh luyện tội mà anh ăn năn sám hối nữa thì khi anh chết là anh được về thiên đàng. Nhưng mà anh phải ý thức ở thế gian là lửa luyện. Mình phải chấp nhận nghèo đói bệnh tật đau khổ chết chóc. Mình chấp nhận tất cả những điều này ở thế gian này cộng với ăn năn sám hối thì khi mình chết mình sẽ được về thiên. Vậy lúc này sau khi chết còn lửa luyện tội không? Bây giờ tôi chứng minh cho anh chị em nghe nè. Trong Kinh Thánh nè, những người sau đây ở thế gian là ở lửa luyện tội, nhưng mà ăn năn sám hối, đang ở trong lửa luyện tội thế gian cùng với ăn năn sám hối, sau khi chết được về thiên đàng. Bây giờ tôi chứng minh cho anh chị em những người sau đây nè. Anh chị em muốn biết những người đó là người nào không? Ai? Trong Kinh Thánh ai? Ai? Tôi muốn hỏi anh này thôi. Mấy bà sống nhà lá gì đó. Anh ơi, anh cho tôi biết anh ở họ đạo nào. Tôi nghe anh nói tôi vui lắm. Chúc tôi hỏi đến mấy bà này cái đất. Alo. Dạ, tôi cha con ở Giáo xứ Tinh Hưng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh đi đây được bao lâu rồi? Dạ, là đầu tiên cha. Làm sao mà anh biết đi đây ạ? Dạ, trong gia đình có những người bạn hướng dẫn ạ. Hướng dẫn anh như thế nào? Thì qua của các người anh em giới thiệu nói xuống dưới tre ở dưới bên tre sẽ cha sẽ dạy người Kinh Thánh cho mình hiểu rõ hơn. Thì hướng dẫn anh vậy đó hả? Dạ. Dạy Kinh Thánh cho mình hiểu rõ hơn. Vâng, để sống đạo tốt hơn hả? Còn gì nữa không anh? Thì nếu mình sống nào tốt hơn thì theo con nghĩ thì trước hết mình sẽ sau này mình sẽ được gặp Chúa trên thiên đàng.
Vậy hồi nãy giờ anh mới nghe được có 15-20 phút, anh thấy anh có sáng sáng ra được chút nào không? Dạ thưa cha cũng... Sáng ngay chỗ này á. Dạ có sáng cha. Sáng ngay chỗ này thôi cha, không mấy chỗ khác nha. Ngay mấy chỗ này anh thấy anh có sáng không? Dạ thưa cha có à. Vậy thì cái người đó nói là anh ơi anh xuống nhà thờ Bến Tre anh nghe anh cha giảng để hiểu rõ kinh thánh hơn. Anh có cảm nhận được là đúng như cái lời anh chàng nó nói chưa? Gần dạ, đúng chưa? Dạ đúng à. Có nghĩa là con mới nghe được cha giảng thời gian rất là ngắn, một số phút thôi, nhưng mà theo như Kinh Thánh thì từ trước giờ con cũng chưa có hiểu rõ. Mình thông đạo cũng được mấy chục năm nhưng mà chưa hiểu rõ nhiều, hôm nay xuống được cha giáo huấn thì cũng hiểu thêm một phần nữa à. Từ từ hiểu nữa con. Dạ. Cảm ơn anh, ngồi xuống đi. Cảm ơn cha. Năm mà tôi ở nhà thờ Đồng Tháp á, thì nói chung là năm đó là tôi cũng làm việc nhiều. Rồi ông cha sở ông không thích tôi, ông không cho tôi làm lễ. Ông nói bây giờ cha vô phòng thánh làm lễ, không có được làm ngoài. Tự nhiên ông vô duyên vậy đó. Rồi tôi mới nói với ông là thôi vậy ngủ. Rồi, mấy đứa nhỏ đó, mấy đứa thiếu nhi á, nó mới tức mình dữ lắm, nó không biết làm sao anh cha. Anh cho em biết nó làm sao, nó phản ứng sao không? Nó phản ứng khôn ghê luôn. Ở bên nhà thờ Phong Hòa nó có mấy cây đu đủ cao lắm. Mà trái là cái trái đu đủ mà anh cho em muốn bẻ được nó, anh cho em phải bắt thang leo lên. Người lớn mình phải bắt thang leo lên đó nha. Mà con nít nó không biết làm sao. Mà cái cây đu đủ mà cao như vậy, trái cao như vậy mà chừng chục trái, mỗi cây chừng chục trái nó lên trên đó, nó viết là cha tường trên trái đu đủ hết. Vậy có thật 100%. Sáng sớm á, bắt đầu ngủ dậy tôi ra uống nước trà thì ông Biện Nam Yến á. Ông Biện Nam Yến là ổng là quê ở Rạch Dầu ở đâu đây. Ổng mới bẻ một cái đu đủ, thấy cái tên cha tường mà nó rụng xuống đất. Ổng mới dòm cái đu đủ, thấy chữ cha tường, cái ông dòm lên cái đu đủ, thấy cha tường không à. Cái ổng mới binh trái đu đủ vô, ông gặp tôi nói, cha ngồi xuống đây. Cha phải xử cái đám giáo hữu này nó hỗn xược với cha. Hỏi sao vậy? Tại sao nó dám giết giữa cha tường trong tay đu đủ? Bây giờ cha phải xử làm sao đây? Tôi bí anh chị. Anh chị biết tôi xử làm sao không? Nó giết chữ cha tường trong tay đu đủ là nó thương cha nó mới giết. Vậy thì á, bây giờ để xử cái câu này trong yên lòng nè. Tháp 10 đẹp nhất con sen, Phong Hòa đẹp nhất có tên cha tường. Rồi ngày hôm qua anh kia gì đi làm ở dưới Trà Vinh, ông Rôn á, tôi bây giờ là ai đứng như bóng dừa thành thới là có tóc dài bay trong gió, ông nói tôi là tóc dài. Tôi bây giờ là ông nói tôi là dán đứng Bến Tre. Không biết là dán đứng Bến Tre là Bến Tre đấy. Nếu như mà anh chị em coi tôi là dán đứng Bến Tre thì ngày mai tôi đi nhổ răng hết, trồng lại răng mới để nạo giường, sửa lại bàn nạo mới. Từ nay trở đi là không có cần bàn nạo nạo giường, đưa gì cho cha thường nạo rốt luôn. Kể chuyện vui cho nghe thôi. Cho nên luôn giận á, tôi là cha là dán đứng Bến Tre. Bây giờ trở lại anh chị em ơi, xưa nay anh chị em được dạy là sau khi mình chết thì mình còn phạm tội thì mình ở trong lửa liền và tờ tội cho hết thì được lên thiên. Ai dám chắc điều này 100% với anh đi coi. Ủa anh chị em học như vậy mà anh chị em không dám chắc là sao? Yếu đuối lắm trời. Mà anh chị em tin như vậy mà giờ anh chị em nói sao? Bây giờ điều này có không? Đối chiếu chỗ nào là có? Có, thấy không? Thưa cha, bởi vì mình sống phải có đức tin nhờ ơn Chúa giúp mình để mình hiểu được cái điều đó là chắc chắn lời Chúa phải có. Bây giờ lời Chúa chỗ nào nói là có? Thưa cha, bởi vì khi Chúa không bao giờ hứa sai ra điều gì. Nhưng mà trong lời Chúa chỗ nào hứa cơ? Trong lời Chúa chỗ nào hứa đây? Có chứ, sư cha, bởi vì Chúa dạy mình trong 10 điều răn á, là khi mà mình sống giữ luật Chúa trong 10 điều răn
thì đương nhiên Chúa hứa với mình không bao giờ Chúa hứa sai hết á. Bởi vì nếu Chúa hứa sai thì phải là Chúa nữa. Chỗ nào mà Chúa hứa chỉ ra ngay cái chỗ đó cho người ta hiểu để người ta sống. Chứ còn nếu mà mập mờ không đối chiếu được thì chỗ nào là Chúa hứa đây? Đó, thấy không? Bây giờ có một chỗ duy nhất Chúa nói đi. Ngồi xuống đi con. Có một chỗ duy nhất Chúa nói đây. Trả lời bà con ông. Có một chỗ duy nhất Chúa nói anh chị con, cái chỗ này là chỗ lửa luyện tội ở trần gian hay là lửa luyện tội sau khi chết. Đọc từ câu 21 đến câu 26. Đọc thật kỹ nha. Anh em đã nghe được dạy từ xưa rằng. Dạy cái gì? Chớ giết người. Ai giết người thì phán bị đưa ra tòa. Sao nữa? Còn thầy bảo cho anh em biết. Bảo cái gì? Ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì sao? Thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Tiếp theo ơi. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì sao? Thì phải bị lửa quả ngục thiêu đốt. Vậy là hồi nãy giờ là đang nói về chuyện thế gian hay là chuyện sau khi chết? Thế gian hay sau khi chết? Thế gian. Mày mắng tao thì đưa ra thượng hội. Mày chửi tao thì mày mai mốt mày xuống quả ở ngục. Chứ chưa có nói chuyện gì sau khi mình chết. Tiếp theo là coi gì nữa nè. Vậy đây là đang nói mình còn sống hay chết? Mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh thì làm sao? Thì hãy lấy của lễ lại đó trước bàn thờ. Lúc này mình đang còn sống hay là chết? Sao? Mình đang sống là sau khi mình chết rồi. Sao? Vậy thì mình làm sao? Đi làm quà với người anh em ấy đã. Đó là Chúa đang dạy mình trong chuyện còn sống. Tiếp theo kết luận của Chúa nè. Rồi trở lại dân lễ vật của mình. Tiếp theo nè. Anh hãy mau dàn xếp với đối phương. Anh đang nói với những người còn sao? Chứ chưa nói về là sau khi chết cả nha. Chưa nói về sau khi chết cả. Khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻ người ấy nộp anh cho quan tòa. Quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Cái này là đang nói về còn sống hay là chết rồi? Còn sống hay chết rồi? Xác định đi, còn sống hay chết rồi? Còn sống hay chết rồi? Ở trong ngục tù mà ông ấy chết rồi. Cái này nãy giờ câu chuyện này là Chúa kể cho con người là khi con người còn phải lo xử sự như vậy nè. Kết luận của Chúa nè. Thầy con kết luận sao? Anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Cái này là lửa luyện tội ở trần gian hay là sau khi chết? Trần gian. Trong lời Chúa chưa tìm ra chỗ nào là lửa luyện tội sau khi chết. Sau khi chết cả. Anh sẽ không ra khỏi cái tù đó trước khi trả hết đồng xu cuối. Anh sẽ bị bệnh, anh sẽ nằm bệnh đó cho đến khi anh chết luôn anh. Trả hết đồng xu cuối cùng. Anh sẽ đau khổ cho đến khi anh nhắm mắt. Nếu anh không ăn năn sám hối. Thấy chưa? Vậy trước đây mình được dạy là sau khi chết thì mới có lửa luyện. Điều này không ai dám chắc chắn 100% cả. Và ai là người tuyên bố điều này thì người đó là người thánh. Thánh mới tuyên bố được. Còn phàm phu dám tuyên bố không? Không. Vậy ai dám tuyên bố điều này? Chuyện đó có hay không, chuyện sau khi chết có lửa luyện tội hay không thì chỉ có thánh mới nói được thôi. Còn trong lời Chúa không hề thấy chỗ nào, chỉ thấy được một chỗ này thôi. Mà chỗ này là lửa luyện tội ở trần gian hay là sau khi chết? Giờ anh hiểu lời Chúa lần lần chưa? Anh ở quận 12 đó. Anh hiểu lần lần chưa? Anh thấy vui không? Anh sẽ được mở trí ra nữa. Không? Anh sẽ được mở dần dần mở ngại chút. Đó. Vậy thì còn đâu có ngờ lời liên tội cũng chính ở thế.
có cái chữ cũng quan trọng lắm mà anh chị không để chữ cũ ý chữ cũng người ta. Mà nếu mình coi thế gian là lửa luyện luyện tội thì mình phải đền, mà mình đền tội rồi mình được sạch tội chứ hả? Đó chưa, đền tội mà phải ăn năn sám hối và dốt lòng. Bây giờ ai ở thế gian này phạm tội, đền tội, ăn năn sám hối, dốt lòng chưa, rồi lên trời, nói cho cha nghe coi, chết lên trời. Giờ nói theo Kinh Thánh. Bây giờ nói theo Kinh Thánh. Ông La-gia-rô và người phú hộ, bây giờ ông đền tội như thế nào? Mời ông coi, mời một anh ở sau lưng nữa kìa. Con chào cha. Rồi, xin ông giới thiệu anh ở đâu? Con tên Giuse, từ một tên ở Kinh 8. Rồi. Ở giáo xứ Lô Đức. Hay quá, anh đi được mấy lần rồi? Lần đầu tiên thôi cha. Anh nên nhớ rằng là người ta ở thế gian, người ta luyện tội xong lên thiên đàng hết rồi, anh mới hôm nay mới vô luyện tội thôi. Phải không nè? Vậy, nãy giờ anh nói là, xin anh nói cho biết coi, ai ở thế gian mà phạm tội, đền tội, ăn năn phạm tội, ăn năn sám hối rồi lên thiên đàng, đó là La-gia. Bây giờ La-gia-rô ăn năn như thế nào? Ông bị người phú hộ ở ngoài cổng nhà ông phú hộ. Rồi ông phú hộ rất là giàu, ngày ngày ăn bữa tiệc linh đình với bạn bè, nhưng mà lại không thương xót người đồng loại của mình ở ngoài cổng. Thèm được những cái vụn bánh ở trên bàn của ông rớt xuống để được ăn cho no bụng. Nhưng mà ông cũng không đem đói ngoài đến, mà ông bị những con chó, rồi trên thân thể của ông bị cùi ghẻ lở, rồi con chó nó đến nó liếm những cái ghẻ nở đó của ông. Và sau khi đó thì theo bài tin mừng thì hai ông đều chết hết. Một ông ở ông La-gia-rô thì được ở trong lòng Abraham, và một ông phú hộ thì ở xuống hỏa ngục mà chịu lửa thiêu đời đời. Vậy theo anh là cái ông La-gia-rô đó là ông đang đền tội ở trần gian, rồi sau đó trong khi ông đền tội mà ông ăn năn sám, cho nên khi ông chết ông được vào thiên đàng. Lòng Abraham là mình cho là thiên đàng, còn phú hộ là xuống quả hỏa ngục. Theo anh nghĩ, anh đang sống ở đây nè, anh nghe giảng hôm nay rồi, theo anh nghĩ khi anh nhắm mắt là anh chết rồi, anh sẽ ở trên đó hay là ở đó? Thì nếu như vậy thì thưa cha, theo con hiểu thì con sống từng giây từng phút ở trên trần gian này luôn luôn nghĩ mình sống trước mặt Thiên Chúa, đó đã là thiên đàng rồi. Mà nếu như chúng ta sống ở trần gian này mà không sống đúng với bổn phận của mình, cấp bậc của mình, giống như tu sĩ, giáo dân, bậc cha mẹ hoặc là con cái, sống không chu toàn bổn phận của mình ở trần gian này, thì mình gieo cái nào thì mình sẽ ở chỗ đó. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thôi chờ để từ từ ông phân tích nữa nha. Bây giờ ông La-gia-rô đó, ông La-gia-rô ông ăn năn ngay cái chỗ là ông không hề dành dừng cái của ăn mà ông nhà phú hộ đang ăn. Anh cho đồng ý không? Đồng ý. Ông ngồi đó ông thèm, ông trông mong ước được thôi, nhưng nếu như gặp mình mà mình đang đói như bụng như vậy mà người ta bày một mâm ăn ra như vậy, mình có chấp nhận ngồi đó chờ cho không? Mày không cho tao là tao cũng ngay cái chỗ đó là ông La-gia-rô ông đang ở lửa luyện tội đó, thèm mong ước được mà không, và ông sám hối bằng cách là mấy con chó lại liếm ngã chóc của ông, ông có đuổi nó đi không? Thôi bây giờ tao cũng như mày rồi, chó ơi, mày muốn liếm gì đó thì mày liếm, chọn mày ngã đâu nữa tao liếm luôn. Có nghĩa là ông sám hối theo cái kiểu đó đó, ông ăn năn sám hối là ông nghĩ ông giống như cái con chó vậy. Còn ông đền tội là ông thèm, thiệt là thèm, nhưng mà ông có chạy vô vực ăn không? Ở thế gian này ai đã đền tội được như vậy mà chết rồi lên thiên đàng đó? Còn chết rồi mà vô lửa luyện tội thì chuyện đó là thôi, để chừng nào ăn chết thì biết, đúng không? Nhưng mà chúng ta biết một điều là ở trần gian mà chúng ta ăn năn sám hối và đền tội như La-gia-rô thì khi chết chúng ta sẽ được về thiên. Hầu như là giáo lý đạo nào cũng vậy hết anh chị em. Hầu như là giáo lý đạo nào cũng vậy.
đạo Phật mà anh tu thập thiện theo 10 điều răn của Đức Phật là anh chết anh đi thẳng vào Niết Bàn liền. Nhưng mà có ai làm được điều này không? Đó. Vậy thì bây giờ vẫn có người làm được chứ. Tại sao bên đạo Phật người ta có các Bồ Tát là những người đang làm được điều đó. Còn công giáo mình thì có Đức Mẹ Maria, Maria được lên trời cả hồn lẫn. Vậy thì Đức Mẹ làm được thì mình làm được không? Mình phải theo cái gương này mà làm chứ, chẳng lẽ mình đi chết mình đi đâu? Bây giờ ai dám khẳng định chết là vô lửa điện tội đây? Ai thấy được chỗ đó mà ai về nói lại? Cho nên bây giờ chúng ta phải lo ăn năn ngay bây giờ. Bây giờ vậy anh chị em thấy ăn năn được không? Được. Bây giờ hình ảnh của Lazaro là Lazaro là hình ảnh đại diện cho những người giờ đây là nghèo thân sơ thất sở, không nhà không cửa, không ruộng không đất, không, nói chung là không nơi nương tựa. Hình ảnh của Lazaro đại diện cho những người là ở trên xã hội như vậy. Những người mà ở trên xã hội mà đang có hoàn cảnh như Lazaro thì đừng có bao giờ cướp giật đó, đừng có bao giờ móc túi, đừng có bao giờ hơn thua, mà hãy chấp nhận số phận đó. Thì sau khi chết đương nhiên chúng ta sẽ được về thiên đàng. Mà xã hội mình có những hình ảnh đó không? Những người đó họ chấp nhận được như vậy không? Là bởi vì họ đâu có đủ trí hiểu. Hả nè? Họ đâu có đủ trí hiểu cho nên họ đâu có được nghe như vậy đâu mà họ chấp nhận. Mà những người đó mà họ được nghe như vậy là tôi bảo đảm họ cũng chấp nhận đó anh em. Bởi vì họ bây giờ đang không nhà, không cửa, không vợ, không con, không nơi nương tựa, không đất, không đai. Bây giờ làm sao cho giàu lên được? Thôi, nghe cha giảng như vậy tao chấp nhận nghèo luôn. Tao có đời sao? Tại họ không được nghe, đồng ý không nè? Họ không được nghe. Chứ nếu họ được nghe như vậy là nó rồi, tao ok liền. Bởi vì bây giờ tao có đem cốt cũng chưa chắc giàu. Tao chấp nhận như thế này để tao có đời sao? Mà bây giờ những người đó làm sao về đây được nghe cái chuyện này đây? Những hình ảnh như vậy làm sao được về đây nghe? Bây giờ anh chị em làm sao mà mỗi lần đi nghe giảng ẩm một người đó như vậy về đây? Còn nếu không được thì chính anh chị em gặp người đó là anh chị em phải phải nói cho người ta biết. Đó, lời Chúa được lan rộng là như thế đó. Mà anh chị em có bao giờ nói được điều này cho những người đó chưa? Hiểu đâu nói. Phải không anh? Hiểu đâu mà nói. Đó, đó là hình ảnh những người như thế. Bây giờ cái hình ảnh thứ hai ở trong Kinh Thánh là ông nào mà giăng tay trên cây thập giá rồi, chừng nào ngày về nước ngài xin nhớ đến tôi, là ông nào? Ông trộm. Bây giờ ông trộm lần này, ông ở thế gian, ông ăn năn tội chỗ nào và ông sám hối ngay chỗ nào? Bây giờ trên cây thập giá là tức là chắc đến cái giờ tử nạn. Hồi nãy cha phân tích nè, nghe kỹ nha, nghe kỹ nè, để nhớ nha. Hồi nãy cha phân tích cái hình ảnh ông Lazaro đó là ông ăn năn chỗ là ổng chấp nhận là không đi giành giật của ăn. Ổng ngồi đó ổng chấp nhận chịu đựng, đói thì chịu đói chứ không bao giờ đi cướp ăn, đi cướp ăn. Và ổng ăn năn sám hối bằng cách là ổng nói bây giờ tao cũng như mày là chó, mày cứ liếm tao nhiêu đó thì liếm. Ổng sám hối là ổng nghĩ ổng là một con người quá tầm thường như con chó vậy. Đó là ăn năn sám. Còn đền tội là chấp nhận chịu đói mà không đi giành giật đồ. Đó là đền tội của ổng. Còn sám hối là ổng nghĩ ổng bây giờ tao cũng như mày rồi đó ơi. Đó là hình ảnh của La nha. Trong xã hội này vẫn có những con người như thế, mà họ chấp nhận được như vậy thì chết họ sẽ được hạnh phúc trên nước thiên. Bởi vì trong tám mối phúc thật Chúa đã nói rất là rõ là phúc cho những ai giỏi. Trong tràng con tay coi, có tinh thần nghèo ở đó thì có đi tu không? Anh tu nhanh rành dữ vậy ta, lên đây giảng cho tôi được không? Rồi, điểm thứ hai, bây giờ hình ảnh của trộm lành. Trộm lành là ăn năn chỗ nào và đền tội chỗ nào? Phải phân biệt. Mời anh muốn giơ tay không? Thưa cha, ăn năn sám hối là chấp nhận được bị treo thập giá, không có thiện chấp cái tội của mình so với tên trộm dữ. Có nghĩa là tên trộm dữ nói là khi nào về cho tôi lên thiên đàng với, nhưng mà trộm anh xin lỗi trộm lành thì đó là được sám hối, tại vì mình đã bị tội lỗi như vậy
mình bị đóng trên cây thập giá là đúng do tội của mình. Còn Chúa Giêsu không bị tội mà cũng bị treo thập giá chung với hai người trộm đó, thì ép buộc chung, nhưng chung là nói là Chúa cũng là có tội. Cho nên trộm lành đã đền tội một cách là chấp nhận phải treo thập giá do cái tội mình gây ra. Còn Chúa Giêsu không có bị không có tội nhưng mà vẫn bị treo trên thập giá. Tức là anh nói là trộm lành đó, đền tội ở chỗ là chấp nhận nằm trên cây thập. Dạ. Vì tội của mình. Còn ổng ăn năn sám hối chỗ nào? Ổng đền tội đó, còn ăn năn sám hối chỗ nào? Ăn năn sám hối là xin Chúa hãy tha cho, và khi nào về nước trời Chúa hãy cho tôi về nước của Ngài với. Rồi, cảm ơn anh. Ổng sám hối ở chỗ là bây giờ ổng đi theo. Ổng xin đi theo. Theo Chúa là cái chỗ đó là chỗ sám. Sám hối ở chỗ là ổng xin đi theo. Xin đi theo Chúa. Còn ổng ăn năn ở chỗ là giờ đây mình tội của mình là đáng bị trừng. Cho nên thôi mày muốn đóng mấy cây đó thì đóng. Mày muốn đóng mấy tay mấy chân đóng mình luôn luôn đó. Là ổng là đang đền tội là đóng lên trên cây thánh. Mà sám hối là xin đi theo. Bây giờ anh chị em có làm được điều này chưa? Nhưng mà trộm lành là về thiên đàng không? Trộm lành có vô lửa liền tội không? Sau khi chết có vô không? Hoàn toàn không vô bao giờ cả. Nhưng mà bây giờ ở thế gian ai là người như vậy? Trộm lành là đại diện cho ai? Hả? Trộm lành đại diện cho ai? Đó là trộm lành phải không? Rồi, cảm ơn bà dữ lắm. Bây giờ trộm lành là đại diện cho cái nhóm là phòng bệnh. Bây giờ cái nhóm này đau đớn là mày đau bao nhiêu thì đau. Bởi vì tao đang ở trong lửa liền, liền tội. Còn mấy bà mấy ông á là ăn năn sám hối là bây giờ đau bao nhiêu thì đau, nhưng mỗi ngày thứ bảy tao vẫn kiếm đường về đây để nghe giảng dạy lòng Chúa thương. Đó là mình ăn năn sám. Mấy bà có làm được điều đó chưa? Mấy ông có quyết tâm làm được điều này chưa? Vậy sao mà được lên nước thiên đàng sau khi chết được? Vậy sao mà được vượt qua những cái đau khó khăn này? Đó, trộm lành là đại diện cho những người này nè. Bây giờ trộm lành trên cái thánh giá còn làm gì được cho đời không? Còn giúp cho được ai không? Những người bệnh như vậy còn giúp cho được ai không? Không. Vậy thì trộm lành là đại diện cho những người bệnh này. Vì trộm lành trên cái thập giá không còn giúp cho ai được một điều gì nữa. Những người bệnh này hoàn toàn bất lực, không giúp cho ai được điều gì. Cho nên những người này bây giờ để có được cái phước thì chấp nhận đau, đau đớn, không than gian, không la ó, không chửi rủa con cái, không giận hờn người xung quanh, không chửi chồng, chửi vợ, không mắng con. Thì đó là mình đang chấp nhận ở lửa luyện tội trần. Và quyết lòng mỗi ngày thứ bảy chạy đến lòng thương xót của để ung chân Chúa, thì là mình ăn năn sám. Thì khi chết mình sẽ giống như trộm. Mấy ông mấy bà làm được chưa? Chút nữa tới đây nè, đừng có giận ngon. Đó, mấy ông mấy bà làm được chưa? Đó. Thấy không? Áp dụng trộm lành cho mấy ông và mấy bà đó. Bây giờ áp dụng Lazaro là cho những người nghèo khổ đi, không ở gần cầu xó chợ đó, ở tùm lum ngoài đường đó, không nhà, không cửa, không nơi nương tựa đó. Bây giờ áp dụng một hình ảnh khác là áp dụng cho ông Thánh Phêrô. Ông Thánh Phêrô, ổng có được lên nước thiên đàng sau khi chết không? Có. Bây giờ ổng lên nước thiên đàng sao? Trước khi ổng chết, ổng ăn năn như thế nào và ổng sám hối ra làm sao? Nước thiên đàng gái, ổng chôn Chúa ba lần. Cái đó đâu phải là sám hối. Ổng chôn Chúa là ổng ăn năn đó. Ổng ăn năn đó mới được. Ổng mới sám hối đó. Bây giờ Thánh Phêrô ăn năn ở chỗ nào, đền tội ở chỗ nào và ăn năn sám hối ở chỗ nào? Mời bà. Đó, chân đàn hoa ta đi nữa, chút tới bên đây hả? Thánh Phêrô đền tội ở chỗ nào và ăn năn sám hối ở chỗ nào? Cha, Thánh Phêrô nói, con đã lỗi với cha quá nhiều, con ở gần cha mà con chối cha. Thì bây giờ xin cho con đóng ngược đầu trở xuống. Chỗ này trong Thánh mình chưa nghe ta. Mới dứt hả?
con nghe rồi. Các bạn đàn thứ ba nhé. Tức là những bà tới mất mà bà vẫn im re, bà nói đúng. Cảm ơn bà. Bây giờ ông Thánh Phêrô sau khi ông chối Chúa rồi, ông biết ông phạm tội thì ông đền tội bằng cách là ông khóc mòn hai nước mắt của ông, nó chảy mòn hai cái má hết. Đó là ông ăn năn đền và ông sám hối ở chỗ nào? Chỉ ra chỗ ăn năn đền tội rồi đó. Bây giờ ông sám hối chỗ nào? Bởi vậy mình mới đi tầm sư học đạo chứ đúng không? Đó, chúng ta thấy giờ này nó quý chỗ đó. Cha Tường nhà này nó quý chỗ đó đó. Nó quý chỗ đó. Thánh Phêrô ăn năn tội chỗ là khóc, sau khi chối Chúa rồi là khóc mòn ha. Nhưng mà Thánh Phêrô sám hối chỗ nào? Chết là phải đóng ngược đầu xuống. Có đâu. Muốn nghe chỗ này không? Có để năm 2015 nghe được không? Nghe bây giờ đi. Thánh Phêrô ăn năn là khóc mòn hai hai má. Còn Thánh Phêrô sám hối là sau khi Chúa sống lại, Chúa hiện ra với Phêrô, Chúa hỏi Phêrô con có yêu mến thầy không? Phêrô trả lời sao? Dạ có. Chúa hỏi lần thứ hai, Phêrô con có yêu mến thầy không? Phêrô nói dạ có. Chúa hỏi lần thứ ba, Phêrô con có yêu mến thầy không? Phêrô bực mình á, thầy biết con yêu mến thầy hỏi hoài đúng không? Ổng ăn năn sám hối chỗ là giờ đây á, là ổng yêu mến thầy tuyệt đối không theo ai nữa cả. Đó là ăn năn sám. Ăn năn sám hối là phải đi theo đường của Chúa. Hồi nãy La-gia-rô là ăn năn sám hối, rồi hồi nãy trộm lành ăn năn sám hối là khi nào ngày về tôi theo ngài luôn. Bây giờ Phêrô nói với Chúa Giêsu là thầy biết con yêu thầy mà, cho nên giờ đây không có thằng nào mà hơn thầy nữa cả, đúng không nè? Tôi đi theo thầy luôn. Đó. Vậy bây giờ anh chị, Phêrô là đại diện cho ai? Đó, Phêrô là đại diện cho ai? Phêrô là tượng trưng cho những người bỏ đạo, chối đạo. Đó. Ở trong đạo Công giáo mình có ai bỏ đạo không? Có ai chối đạo không? Đó. Vậy thì những người nào mà chối đạo, những người nào mà bỏ đạo thì đó là tượng trưng cho Phêrô. Vậy Phêrô chối Chúa, Phêrô bỏ Chúa đúng không nè? Nhưng mà Phêrô đền tội ở trần gian là khóc mò hai. Và Phêrô sám hối bằng cách là thầy biết con yêu mến. Cho nên khi Phêrô chết là Phêrô có vô lửa liền tội không? Mà đi thẳng lên nước tiên. Vậy những ai ở thế gian mà chối Chúa, bỏ Chúa, nhất là người đàn ông đó em, là ngày Chủ nhật đến nhà thờ không có chịu đến đâu, chờ khi nào ông cha ra bàn thờ làm lễ rồi thì mình mới đi. Đó là mình chối lần lần, mình chối từ từ rồi đó. Chỉ còn cục dưng mình chưa chối thôi, phải không nè? Đầu lễ là mình đi vô nhà thờ là khi ông cha ra làm, rồi khi ông cha ban phước làm xong là mình đi ra. Đó là mình chối lần lần, còn cục dưng không á. À, ở đây có ai có không? Sao không có, thiếu gì? Mà nhất là giờ mấy cái ông mà đàn ông á, nhất là giờ cha giảng đi ra ngoài hút thuốc có không? Đó. Đó là hình ảnh của những người đang chối Chúa từ từ. Mà những người đó thì bây giờ phải ăn năn sám. Ăn năn sám hối bằng cách là bây giờ cha giảng bao nhiêu tao cũng còn nghe, tao dẹp thuốc luôn. Rồi, bây giờ mình đền tội đó, xin lỗi, đó là mình đền tội rồi. Bây giờ mình ăn năn sám hối bằng sao? Mỗi ngày thứ bảy tao tìm cách tao về đây, tao theo lòng Chúa thôi. Đó là mình đi theo Chúa luôn. Mình đền tội xong là mình đi theo Chúa luôn. Ngồi đây nghe giảng mà có nắng nôi, có cực khổ, có mưa gió cũng phải ráng cố gắng đền tội ngồi ở đây. Bởi vì mình là người có, mình chối Chúa, mình bỏ Chúa, mình phải ngồi đây để đền. Mình đền xong rồi, mình quyết lòng sám hối bằng cách là mỗi ngày thứ bảy tao theo lòng thương xót Chúa luôn. Chứ không có nói theo cho Tường nha. Nói cho kỹ không? Mỗi ngày thứ bảy là tao quyết tâm đi theo lòng Chúa thôi. Thương xót luôn, đó là mình sám. Thì khi mình chết là mình đương nhiên là mình phải về thiên. Vậy thiên đàng dễ về hay là khó? Dễ nhưng mà phải làm như thế nha. Chứ không phải nói dễ là trời ơi, chuyện đơn giản được à. Nói như vậy đó, mà anh chị em không làm là cha gánh giùm hả? Xưa rồi nhỉ?
Diễm đó, Diễm gánh đi Diễm. Diễm không làm là Diễm gánh. Ở đây đừng có tưởng rằng á, là đi xin tội là hết, là xưa nghe Diễm. Xưng hết với điều kiện nè. Còn đâu có 2, 1. Còn đâu có tưởng rằng sau khi chết mới có lửa liền, cho nên anh chị em khước từ lửa liền tội với gian. Anh chị em thấy anh chị em phải kiện toàn là đúng không? Về đây học giáo lý là đúng hay sai? Về đây nghe giảng là đúng hay sai? Vậy mà tiết tiền hôm nay lên chùa hát chứ có 100.000 người người ta đi chùa kìa, còn mình đây có 2-3 ngoe đi à. Tại vì có ai hiểu được là lửa liền tội ở thế gian này đâu. Lạy Chúa, con đã khước từ. Khước từ chưa nè? Bây giờ hiểu ra được rồi, muộn chưa? Muộn rồi. Lạy Chúa, 2, 1. Lạy Chúa, con đã khước từ. Vì đau thương chất ngắn cuộc đời, an văn vì mình khước từ. Nhưng mà cũng tội nghiệp anh chị em chỗ là anh chị em có hiểu không mà khước từ? Trước đây anh chị em có hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Hiểu rồi thì có khước từ không? Còn nước mẹ kế bên đó, cha nói rồi nha. Cha nói là Chúa Giê-xu xuống trần gian này, Chúa Giê-xu có cần anh chị em lo cho Chúa không? Vậy mà Chúa vẫn đi rao giảng nhờ người này người kia lo cho Chúa. Chúa nhờ anh chị em lo cho Chúa là để anh chị em có phước á, chứ không phải là Chúa ham hố gì ba cái tiền của. Trời ơi, chẳng lẽ Chúa bỏ trời xuống mà ham nãi Chúa anh chị em sao? Phải không? Phải đặt lời cúng nãi Chúa rồi bắt đầu biểu Chúa cho này cho nọ cho kia là sao? Thì giờ Đức Phật cũng vậy. Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc, người ta đi vô trong rừng, người ta tu, người ta cầm cái bình bát đi xin, lấy ta ham nãi Chúa của mình, mà ta đi tu sao đợi. Mình cho người ta nãi Chúa, mình cho người ta củ khoai trong bình bát, mình nói đợi ông đi xin, con cho hút cho rồi. Ông đi xin là bởi vì muốn mình có. Bây giờ cha Tường cũng vậy. Cha Tường ham gì 3 năm xu 3 cát của anh chị em đồng ý không? Nhưng mà cha Tường phải xin anh chị em là vì muốn anh chị em có. Để bởi vì anh chị em đang không hiểu rồi thì bây giờ phải làm, khi hiểu ra được mình phải làm gấp 1 hay là gấp 10? Gấp 1.000 lần chứ 10 gì? Đó. Đáng lẽ anh chị em hiểu được cái chỗ này là anh chị em làm từ mới đẻ tới giờ là anh chị em có hứa không? Giờ đây cái mặt sáng trưng như đó nó thôi, mặt sáng trưng không? Nó làm từ nhỏ mà. Đó. Nó không hiểu, tại vì anh chị em không hiểu. Rồi bây giờ mình hiểu rồi mình khước. Lạy Chúa, con hiểu rồi, bây giờ con khước từ. Chết con ơi. Lạy Chúa trong. Lạy Chúa, con đã khước từ. 2, 1, hát mạnh lên. Lạy Chúa, con đã khước từ. Đau thương chặt ngắt cuộc đời, an quan an chân. Bây giờ mình thắng đắc cái gì? Tiếp theo con. 2, 3. Tôi là thánh niên, chính là con gieo bậc niên linh hồn. Bây giờ anh chị em thấy chưa? Còn kịp không? Còn kịp với những hình ảnh mà cha nói như là trộm, trộm lần. 2, 3. Tội lỗi kia chính là con gieo mặc niệm hồn. Tiếp theo nè. Khi chẳng hiểu lời Chúa dạy con, để kẻ rơi thân, kẻ nhớ trong lương đó. Vì mình không hiểu lời Chúa dạy mình cho nên bây giờ mình là kẻ nhỏ nhất trong nước. Dừng lại cho nó, chúng ta đi tiếp. Trang trọng hóa tay cho nó khỏe khỏe thôi. Bây giờ chúng ta tiếp một cái điểm thứ hai. Bây giờ điểm thứ nhất là Chúa Giê-xu đến kiện toàn lực Mô-xê. Bây giờ Chúa Giê-xu kiện toàn lực Mô-xê rồi còn kiện toàn lực gì nữa? Để mở lại lời Chúa. Anh em đừng tưởng thầy đến để bại bỏ lực Mô-xê. Dừng lại. Chúa nói là anh em đừng tưởng thầy đến để
xin bãi bỏ, nhưng mà thầy đến đây kiện. Vậy chúng ta đang kiện còn Chúa Giêsu đang kiện còn luật môn, mà cha cũng đang kiện còn anh chị em chưa? Kiện còn ở lửa luyện tội chưa? Giờ đây đừng có nghĩ rằng là sau khi chết mới vào lửa luyện, mà là lửa luyện tội chính là mà đấy, hiểu nè. Đó, cha đã kiện toàn rồi đó nha. Bây giờ Chúa Giêsu kiện, kiện toàn luật Môsê, rồi kiện toàn cái gì nữa? Lời các ngôn sứ. Lời các ngôn. Đọc lại anh em. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Đó, bây giờ Chúa đến Chúa kiện toàn luật của Môsê và kiện toàn lời của các ngôn sứ. Ngôn sứ đó là ai? Bây giờ là ai? Hiện bây giờ ngôn sứ của Chúa là ai? Các hàng giáo, giáo sĩ là ngôn sứ của Chúa. Hiện bây giờ thời đại này ngôn sứ của Chúa là hàng giáo, giáo sĩ là rõ ràng nhất nha. Chứ còn anh chị em có phải là ngôn sứ không? Vẫn là ngôn, nhưng mà không rõ ràng nhất. Không rõ ràng nhất thôi chứ anh chị em vẫn là ngôn. Còn cha mới là ngôn sứ rõ ràng. Bởi vì cha là linh mục tư tư tế, còn anh chị em là linh mục cộng cộng đồng. Đó, hiểu hiểu từ từ nha, cho dạy từ từ anh em hiểu liền. Hiểu rồi theo Chúa vui lắm, bởi vì á cha hiểu lời Chúa rồi cha đợi tóc dài như Chúa luôn á. Đó, anh chị em thấy tóc Chúa dài không? Dài đó, hiểu Chúa rồi để tóc dài như Chúa luôn, còn không hiểu Chúa là cạo đầu. Bây giờ chúng ta nè, chúng ta coi Chúa kiện toàn lời của các ngôn sứ như thế nào. Mà ngôn sứ ngày hôm nay đó là hàng giáo. Bây giờ chúng ta coi Chúa kiện toàn hàng giáo sĩ như thế nào. Chúng ta đọc lời Chúa nè. Đọc lời Chúa Matthew chương 23. Bây giờ Giê-xu nói với đám đông và các môn đệ người ta. Nói với đám đông và các môn đệ là các ngôn sứ. Tiếp theo nè. Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Đây là tòa ông Mô-sê nè, ngồi đây giảng dạy đúng không? Tiếp theo nè. Vậy gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ. Khoan, dừng lại, trả lời con. Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ. Vì họ nói cái gì? Lời Chúa. Giỏi. Hãy làm, hãy giữ là vì họ nói lời Lời Chúa. Tiếp theo. Nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ nói lời Chúa cho mình làm, nhưng mà họ có làm không? Đó. Bây giờ các cha kêu mình cho không, nhưng mà các cha có cho không không? Cho. Họ nói Chúa dạy mình là anh em hãy cho, nhưng về nhà cho không đi. Nhưng mà ông có cho không? Đó. Lời Chúa dạy cho không thì ông biểu mình hãy cho không. Nhưng mà bản thân ông có cho không không mới quan trọng. Nhưng đừng theo hành động của ông mà làm, vì ông nói mà ông không. Hiểu lời Chúa chỗ này không? Chỗ này bởi vì nó rất rối cho nên tôi mới dừng lại cho anh chị em đọc đó. Dì, trả lại con. Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ. Họ đây là ai? Họ đây là các ngươi kinh. Bây giờ họ đây là cha nè. Họ đây là cha nè. Cha là cha nói là nói lời. Cha biểu anh chị em hãy thực thi lời. Nhưng tiếp theo, nhưng đừng theo hành động của cha mà làm, vì cha nói mà cha không làm. Phải không? Dịch sát nghĩa cho dễ hiểu nha. Vì cha kêu anh chị em làm theo lời Chúa mà cha thì không làm. Tiếp theo. Họ có những gánh nặng mà chất lên vai người ta. Cha đó, cha biểu anh chị em bây giờ cất cho cha một căn nhà 500 triệu đó là phải là gánh nặng không? Phải. Mà chính cha thì sao? Nhưng cha thì lại không buồn không Hiểu lời Chúa chưa? Hiểu lời Chúa không?
nhưng chính cha thì lại không buồn động ngón tay vào. Cha bây giờ cha biểu ai các nhà cho cha ở chứ cha có động ngón tay rinh cục đá chị mang không? Cha đọc có thì đọc có điều đó thì đó, thì ý cái cha là giải thích lời Chúa cho anh chị em hiểu chưa? Hiểu không? Vui không? Đó, Chúa nói các ngôn sứ là như vậy đó. Chúa nói các ngôn sứ là như vậy đó. Bây giờ Chúa nói tiếp nè. Họ họ đó, thiên hạ thấy làm mọi việc để cho mọi người thấy. Đó, tiếp theo quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Chúa nói thiệt hết biết luôn, nói chính xác không? Chúa nói chính xác mấy ông già luôn. Cái áo này là tua áo dài không? Có túi xẻ thật lớn. Tôi nhớ vụ này tôi mắc cỡ ghê luôn anh chị. Cái ngày thiệt tôi nhớ được mắc cỡ thấp tiết luôn. Giờ giờ chuyện qua rồi, tôi giờ lấy lại đâu có được. Cái ngày tôi chịu chức linh mục á, thì á, là nhà tôi cũng nghèo, bán 2 công đất để mà dọn lễ chịu chức linh mục. Bà già nuôi của tôi cho 2.000 đô là 35 triệu làm cái sân trên nhà thờ Long Thắng tiêu rồi. Bây giờ phải vay tiền để mà làm lễ vinh quy. Mà dòng lớn của mình tôi chịu chức vinh quy giống như là đạt cúc vàng á. Nó sang hết biết luôn. Những người mà đến nghe lễ vinh quy tôi là những người cùng quê tôi đó. Nước ngọt uống nửa chai, dục nửa chai, hỏi sao mày phí dữ vậy. Tôi mừng ông làm một cô mừng quá, tôi uống chút dục chơi vậy được không? Tiền ai chịu? Ông chịu chứ ai chịu. Nhưng mà rồi giờ ông chịu sao, ông lấy tiền cách nào? Ông cũng có để một cái thùng hiệp không? Nhưng mà có một số, cái ngày mà ông làm lễ mở tay xong rồi ông còn bằng áo lễ, áo thụng mà ông đi đãi từ bàn, cái bắt đầu người ta đưa tiền cho ông thì ông làm sao? Ông nhét vô cũng mắc cỡ hết biết luôn vậy cậu. Mắc cỡ hết biết luôn. Mà không làm sao, không lấy thì thiệt, không lấy thì tiếc. Tiếc chứ không nói trang trả gì, mình có sợ mất nợ thì từ từ trả, nợ hai mòn mà có hai lớn rồi. Nhưng mà không lấy thì trong lòng nó tiếc ghê lắm. Bắt buộc phải lấy, mà giờ mình là đang bằng áo lễ là con cha mà cầm tiền trên tay vậy nè. Thì giờ không có chỗ thì cái áo vòng mai cứ áo thụng mà. Anh thấy áo thụng không? Nhét đầy hai bên đây hết, tới chừng đi rồi hai cái bụng ở bên đây, hai bên đây. Cái bụng này nó nhỏ hai cái bụng này. Hết tiếc luôn. Giờ nhớ lại cảnh đó thì ai cho tôi tiền nhớ bỏ vô đó đi, đừng có nhét nhét vô đây. Hiện bây giờ đó nghe. Hãy ai mà giúp cha tiền để làm bác ái, đó không phải giúp cha, bỏ vô đó đi con. Còn ai cho cha tiền mà ăn uống gì đó thì bỏ vô dưới đó, còn ai gửi văn phòng ta đưa về cha hết trơn là đừng có lo. Còn đưa cho cha là đưa vô quả vậy coi. Hộp kinh, đó cuốn sách dài màu xanh đó, hộp kinh thật lớn nè. Tiếp theo nè, tiếp theo nè, họ ưa ngồi khổ nhất trong đám tiệc. Không bao giờ vô đám mà ông cha rồi ngồi chỗ gì, nhất định là phải ngồi số 1. Tiếp theo nè, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Chúa Giêsu nói hồi xưa đó mà ngày hôm nay đúng không? Đúng. Chúa Giêsu nói thiệt, nó không có lạc hậu bao giờ. Cách đây 2014 năm mà có lạc không? Không hề lạc hậu bao giờ. Lời Chúa này có cách đây 2014 năm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đúng hay chăng không? Không sai một từ, một chữ, một câu hết chứ. Ngộ ghê luôn nha. Bởi mới nói là Chúa là chân, chân lý. Bởi vì chúng ta hiểu là Chúa chúng ta vui không? Vui. Sống vui lắm. Đó. Họ ưa lại coi. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Cổ là đám cưới đó, đi ăn cổ đó. Chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Vô đám cưới là phải ngồi ghế 1. Bởi vì tao là cha. Được sao? Người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Đó, thấy không? Ham lắm. Chú nói không sai bao giờ. Và được ý mà gọi là Rabbi. Rabbi là cái gì? Rabbi là thầy. Rabbi là theo tiếng Việt Nam đó là thầy.
mà Chúa Giêsu dạy kỹ lưỡng lắm. Mà bây giờ coi Chúa Giêsu dạy sao nha. Chúa Giêsu dạy các cha sống làm sao? Tiếp theo là phần đó, phần anh em đi. Chúa Giêsu nói với anh em đây nha, phần anh em ông đó đứng đó nói với cha nè: thầy đừng để ai gọi mình là vậy. Anh chị em có gọi tôi là thầy không? Không. Anh chị em gọi tôi là gì? Mà Chúa bảo là đừng gọi tôi là thầy. Thứ nhất. Thứ hai, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Đó, vậy tôi có là thầy anh chị em không? Chúa dạy kỹ không? Vậy bây giờ anh chị em kêu tôi bằng gì? Anh Tường đi nghe cho. Hả? Chú bảo tôi nên gọi là anh em mà. Kêu tôi bằng trai, giờ tôi ra đường cũng dám đi chơi đâu chứ. Tiếp theo. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Dưới đất này không ai là thầy cả, mà dưới đất này cũng không ai là tất cả là cha trên thầy ở trên trời. Đừng có bài đặt xưng hô tao là thầy mày, tao có đủ kiểu, đủ quyền, đủ phép, đủ tiền, đủ bạc là sai. Chúa Giêsu nói dưới đất này không có ai là thầy của ai, mà cũng không có ai là cha của ai, mà có một cha là đứng ở trên. Nhưng mà nói như vậy thì bây giờ anh chị em cứ coi thường mấy anh cha mấy thầy. Cũng vì chỗ này mà mình coi, dù người ta không có là cha đẻ là thầy dạy mình, nhưng người ta vẫn là cái người hướng dẫn mình đi. Mình kêu bằng cha bằng thầy có chết không? Đó, mình phải tôn trọng, mà tôn trọng những gì đúng của người ta nha. Đó, phải đang quen. Bây giờ chúng ta đến nè, anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha. Đọc chưa? Đọc lại coi anh em. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Đó, bây giờ mình phải kính trọng các cha, các thầy cũng ở dưới đất. Mặc dù Chúa nói như vậy đó, nhưng mà Chúa trên trời là cha là thầy, mình phải kính trọng trên đó nữa kìa, chứ không phải kính trọng như này thôi. Cho nên bây giờ ngay cái chỗ này sẽ áp dụng liền, kể cả các thầy, các sư, các sãi, mình có kính trọng không? Từ nay tuyệt đối dùng nửa lời cũng không xúc phạm. Nếu có xúc phạm thì cha Tường đã xúc phạm rồi, bây giờ ông hối hận rồi, ông ăn năn rồi, thôi tôi nghe được rồi, tôi đề phòng, tôi không bao giờ xúc phạm. Tôi làm cha tôi phải đặt trước rồi, anh chị em không được đi theo thì đừng nói vậy chứ, không có được đặt theo tôi đừng nói đó. Mà phải một lòng kính, dù nửa lời cũng không hỗn sự. Cho nên chúng ta nhất định không được xúc phạm, vì nếu xúc phạm là mình có. Tôi đã xúc phạm rồi, tôi ăn năn sám hối rồi, bây giờ tôi gặp mấy thầy là tôi quỳ lại không đó, bù lại những gì mình đã thiếu và kiện toàn mình. Ngay chỗ này anh chị em không được xúc phạm nữa nha. Mình xúc phạm là mình mất đi cái phước đức của mình. Không phải mình có tội mà thôi, mà mình còn mất đi cái phước báo của mình nữa. Mấy bà hiểu không? Mấy ông hiểu không? Đó. Không phải mình phạm tội mà thôi, còn mất đi phước báo nữa nha anh chị. Rồi bây giờ chúng ta hát điệp khúc cái nè. Lạy Chúa 2-1. Lạy Chúa ngày con đời con dây phút muôn màng. Bây giờ anh chị em trở về với Chúa là đã muộn rồi. Ở trên thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo rộng đi, bay ơi bay ở trên này là bay chết chùm mà chết chung, đúng không? Bay xuống ở dưới này bay nghe đi. Mà có một lần tôi nói với anh chị em đó, anh chị em ở nhà quê mới lên đây nghe một lần là nghe không có hiểu, phải mua cái đĩa về nghe hàng đêm. Mà tôi nói anh chị em ở nhà quê lên đây nghe một lần không hiểu, cứ nhớ lại mình đây mới nhà quê, chứ người ta thành phố xuống đây mà nhà quê chỗ nào. Nói lại nghĩa mình cũng bắt cỡ. Tôi luôn luôn tôi nói anh chị em ở nhà quê lên đây nghe một lần không hiểu, cho nên phải đăng ký cái đĩa về nghe lần hai mới hiểu. Mà thật sự lên đây là lên thành hay lên nhà quê? Vậy mà mình nói người ta lên, ở nhà quê lên đây nghe sướng không? Thành đó. Má đấy là resort à.
Cái gì? Rồi, bây giờ chúng ta thấy nè, là Chúa Ngài xót thương đời con, giây phút muôn màng nương tựa nơi Chúa. Bây giờ anh chị em đã nương tựa nơi Chúa thì cũng đã muộn, muộn màng rồi, nhưng mà thôi, thì dù sao đi nữa thì là mình cũng vẫn còn thời gian để ăn năn. Mà nếu ai không ăn năn thì người đó gánh chịu. Nhưng mà bây giờ tội nghiệp cho những người không hề nghe được những bài giảng như thế này, đúng không? Tội nghiệp cho những người mà chưa bao giờ giữ đạo mấy chục năm rồi mà không hề nghe gì, cứ lại gặp người đạo ngoại là thầy chùa lắm mất tụng kinh, tội ghê, mất phước hết trơn mà không biết gì đó, mất phước báo hết. Con người ta như là kẻ ngoại, con người ta như là dân thường. Chúa ơi, uổng ghê không? Mất phước chứ. Tôi sẽ đưa ra một cái gọi là một cái lời của Đức Thánh Cha mới vừa nói tiếp đây. Anh chị muốn nghe không? Đó, muốn nghe Đức Thánh Cha làm cái gì? Muốn nghe Đức Thánh Cha nói với các cha như thế nào nữa không? Muốn không? Đức Thánh Cha đã nói một lần rồi. Lần trước là Đức Thánh Cha tố giác hàng tư hư hỏng. Bây giờ anh chị muốn nghe Đức Thánh Cha nói nữa không? Muốn thì tôi đọc, không muốn thì thôi. Muốn không? Thiệt không? Đây, nghe này. Tôi vừa đọc được một cái tờ báo trên cái trang Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, trang báo là CNA gì đây nè, mà ở trên trang web Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đó, có gì là in mấy này ra cho anh em coi cũng được. Xe mô tô là xe mấy bánh? Đó. Đó, vậy nên chuyện toàn chứ. Xe mô tô là xe mấy bánh? Xe ô tô mới là xe bốn. Trời ơi, thời buổi này mà chưa biết chiếc xe đó mấy bánh, xe đó mấy bánh nữa mà không lo đi học. Có phải mình nhờ người nhà quê không? Thấy thương anh em đây không? Thương anh em đây lắm. Bởi vậy cha nói vậy thì cha biết là đọc ra cái chữ mô tô với ô tô là có những người không hiểu gì. Bởi vì cha nói xe mô tô là xe máy bánh liền, cha biết. Cha dạy con cái thì cha phải biết nó bệnh chỗ nào chứ. Nó không hiểu chỗ nào cho biết liền, đọc ra là biết chỗ nào nó không hiểu liền. Giống như anh chị em có con vậy đó, nó khóc là anh chị em biết nó bệnh gì liền, đúng không? Hễ mà nó chảy nước dãi là biết nó đang mọc ra. Còn hễ nó khóc quá mà nó ấy đạn hay là gì đau bụng hay gì đó, giống như tôi đọc ra chữ nào là tôi biết con tôi có đứa nó không hiểu liền. Còn xe mô tô nó bốn bánh xương. Mình tập dạy con cái biết người ta hiểu, anh chị em công nhận không? Dù sao đi nữa tôi hướng dẫn anh chị em đi theo lòng tôi sống Chúa 4 năm rồi, tôi biết anh chị em chỗ nào là đặt lất liền à. Vậy xe mô tô là xe mấy bánh? Nhớ nha, xe mô ai mới mới nói ba bánh. xe mô tô là xe 2, còn xe ô tô là xe 4, còn xe 12 bánh là xe gì? Xe chở người chết. Xe mô tô và áo khoác da. Áo khoác da là áo gì? Có chừng cái chỗ này không hiểu nữa. Bây giờ có chỗ thì gọi là cái áo gió bằng da, áo khoác ở ngoài á gọi là áo gió bằng da, hoặc là cái áo khoác là cái áo gió, mà cái áo khoác da đây là nói là xe mô tô và áo khoác da của Đức Giáo Hoàng bán đấu giá được hơn 350.000 euro. Chiếc xe hai bánh của ổng á và cái áo gió của ổng là hai cái này bán được 350.000 euro. Bây giờ cha đọc kỹ chỗ này cho nghe nha, coi Đức Giáo Hoàng làm cái gì. Ngày 6 tháng 2 vừa qua, cái bản tin này là trên trang website Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, ai mà muốn đi lục vô thì vô website Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ ngày 6 tháng 2 vừa qua, chiếc mô tô là chiếc xe hai bánh đó có cái hiệu là Hadley Davidson, giống như là chiếc xe hai bánh mà hiệu Alex hay gì đó như vậy.
Còn là cái hiệu của chiếc xe này là hạt quay đi về sông. Và chiếc áo khoác da có chữ ký của Đức Thánh Cha Francisco, tức là cái chiếc xe này ông ký tên lên đó, cái áo gió ông ký tên lên đó, ký chữ ký của Đức Thánh Cha, đã được bán đấu giá tại Pháp, thu được hơn 350.000 euro, là bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Chắc cũng vài trăm tỷ à, vài trăm tỷ tiền Việt Nam à. Mình không cần đỏ ra làm chi ha. Chiếc xe mô tô đó là xe hai bánh đó, được tặng cho Đức Thánh. Nghe kỹ nè, để thôi rồi về nhà không nghe nè. Nghe kỹ nè, để không nghe là về tâm sao phát bổ nha. Chiếc mô tô là chiếc xe hai bánh của Đức Giáo Hoàng được tặng cho Đức Thánh Cha hồi tháng 6 năm ngoái, tức là năm 2010, nhân kỷ niệm 110 năm dòng xe Mỹ nổi danh này, là chiếc xe hạt quay đi về sông đó. Xe đó là xe nổi danh của Mỹ đó. Chiếc xe này có chữ ký của Đức Giáo Hoàng, đã được bán đấu giá 210 euro, và kể cả lệ phí luôn là 284.000 euro. Còn này 210.000 euro, là nếu có lệ phí là 284.000 euro, tức là gần gấp 15 lần giá bán bình thường của nó theo tờ báo Wall Street. Cũng theo tờ báo này, người mua chiếc xe đã đặt giá qua điện thoại và yêu cầu giữ kín danh tính. Tuy nhiên, nhà đấu giá Bonsham tiết lộ rằng có cơ may chiếc xe sẽ ở lại châu Âu. Tiếp theo việc bán chiếc mô tô, một chiếc áo khoác da của Đức Giáo Hoàng cũng có chữ ký của Ngài, đã được bán với giá 50.000 euro. Tức là Đức Giáo Hoàng bán chiếc xe là 284.000 và bán cái áo gió là 50, tổng cộng lại là hơn 350. Bây giờ ông bán làm chi vậy? Hả? Đức Thánh Cha làm từ thiện. Đó. Đây, coi Đức Thánh Cha làm cái gì? Khi công bố sẽ bán đấu giá chiếc xe hai bánh hồi mùa thu năm ngoái, Đức Thánh Cha cũng cho biết toàn bộ số tiền thu được sẽ dành tài trợ cho việc tu sửa nhà trọ của Caritas, và cho biết ăn tại trạm tàu điện ngầm và xe lửa tẹp mini của Roma. Caritas Roma cho biết hai dự án này đã hoạt động từ năm 1987 để giúp xoa dịu nỗi đau của gần 1.000 người mỗi ngày. Tức là cái bếp ăn này nè, được lập nên từ năm 1987 mà mỗi ngày nuôi 1.000 người, nuôi ăn 1.000 người từ năm 1987 tới giờ. Bây giờ Đức Cha có hai cái món quà người ta tặng cho Ngài khi làm Đức Thánh Cha là chiếc xe hai bánh và cái áo khoác, áo gió của ổng. Thì ổng á, bây giờ đáng lý ra ổng giữ hai cái của này được không? Nhưng mà ổng làm sao? Ổng lấy đi buôn bán để lấy tiền bố. Là ổng thực thi lời Chúa là bán của cải đi mà bố thí. Đức Giáo Hoàng bây giờ Ngài là bán luôn của cải đi mà bố thí. Có chiếc xe hai bánh bán luôn, có áo khoác bán luôn rồi. Bây giờ không biết ông có áo khoác bạn không nữa à? Thấy không? Đức Giáo Hoàng bây giờ làm như vậy đó. Mà anh chị em bây giờ kêu làm phước, anh chị em có làm không? Chẳng lẽ Đức Giáo Hoàng làm sai sao? Bao nhiêu năm tháng nay tôi làm phước thì anh chị em thấy có mình tôi làm, tôi nói khô nước miếng không ai chịu làm. Bây giờ Đức Giáo Hoàng làm đó, anh chị em nghĩ là tôi làm đúng hay sai? Áo gió của ông cũng bán nữa, cái chiếc xe của ông cũng bán nữa, mà ông thực thi lời Chúa là bán của cải đi mà bố. Vậy anh chị em có đi ngoài cái con đường này được không? Đức Giáo Hoàng có theo Chúa không? Anh chị em có theo Chúa không? Vậy anh chị em muốn về nước trời không? Phải làm như Đức Giáo Hoàng kìa.
mà Đức Giáo Hoàng đó là làm theo lời dạy của Chúa, là bán của cải đi mà bố. Xưa nay tôi làm điều này thì anh chị em nói tôi tào lao. Bây giờ anh chị em có đi theo Chúa không? Không trả lời đã. Bây giờ anh chị em có đi theo Chúa không? Anh chị em đi theo Chúa. Đức Giáo Hoàng có đi theo Chúa không? Vậy Đức Giáo Hoàng thực thi lời Chúa là bán của cải đi mà bố. Còn anh chị em thì sao? Không phải là anh chị em làm theo Đức Giáo Hoàng, nhưng mà anh chị em làm theo lời Chúa. Muốn đến được với Chúa là phải làm thực thi lời dạy của Chúa. Mà Đức Giáo Hoàng đang thực thi điều đó đó. Vậy bây giờ anh chị em làm sao? Bây giờ nói với anh chị em thì ai là người theo Chúa là phải thực thi lời Chúa. Xưa nay tôi cũng làm 4-5 năm nay, ai cũng nói tôi khùng, mà tôi chưa thấy tôi khùng. Nếu mà tôi khùng thì tôi đâu có làm cha sở nhà thờ thành thới. Tôi chưa thấy tôi khùng. Bây giờ Đức Giáo Hoàng đã làm, anh chị em thấy tôi vui không? Vui. Tôi bây giờ có 3 công đất đó, đào ao nuôi cá, trồng rau muống đó. Đức Giáo Hoàng có cái áo khoác bán luôn đó, tôi còn 3 công đất là dẹp luôn rồi đó. Bây giờ mấy cha kia thì sao hả con? Đó. Bây giờ hàng giáo sĩ khác thì sao? Anh chị em nghĩ các cha khác vậy sao? Có phải đi theo lời dạy của Chúa không? Đó. Hiện bây giờ các cha khác mà nghe được cái tờ báo này thì các cha khác làm sao? Chết rồi. Mà Đức Giáo Hoàng bán xe hai bánh, bán áo khoác bằng da. Mà cái thương Đức Giáo Hoàng chỗ này nè, cái chỗ này mới là chỗ thương Đức Giáo Hoàng. Đó mới là Đức Giáo Hoàng của anh chị em, là chỗ này nè. Bây giờ đưa một chiếc xe này ra ngoài chợ bán, thì bây giờ ý của Đức Giáo Hoàng là bán chiếc xe này để lấy tiền cho cái bếp ăn nè, để nuôi người nghèo nè. Bây giờ đem cái chiếc xe này ra chợ bán, bây giờ thằng này nó nói xe Đức Giáo Hoàng tao mua 5.000, thằng kia nó nói Đức Giáo Hoàng bán xe này để lấy tiền cho người nghèo, thôi tao mua 10.000 đó. Thằng này nó thấy vậy, nó nói Đức Giáo Hoàng bán chiếc xe này lấy tiền mua cho người nuôi người nghèo, tao mua 20.000 đó. Thằng nọ nó mua riêng là 284.000. Đức Giáo Hoàng, bây giờ mình là cha là phải thương thương con, cho nên bây giờ thằng nào mua đắt giá là tao bán tao lấy cho con tao, đúng không? Cái chỗ đó là Giáo Hoàng của anh chị em đó. Chứ bây giờ ông bán cái xe đó 5.000 để ông cho con cái ăn, ông không thèm bán 284.000 được không? Nhưng mà ông bán là ông có tội không? Ông thực hành lời mà ông bán cái giá nào cao nhất để ông lấy tiền lo cho người nghèo. Bây giờ anh chị em thì sao? Anh chị em có đi theo Chúa không? Bốc cầm lột vàng ra. Sắp dày lột. Bây giờ thưa anh chị em, ngày hôm nay tất cả những tôn giáo khác người ta đua nhau để làm phước, còn anh chị em thì sao? Chúa ơi, người ta tôn giáo khác mà người ta bây giờ chùa chiền đó hả? Ví dụ như đạo Phật giáo Hòa Hảo đi, ngày mà kỷ niệm lễ Đức Thầy đó hả, là người ta cơm chay miễn phí lưỡng biên hai bên đường, xa xa cơm chay miễn phí, nước mía miễn phí. Còn mình ngày lễ công giáo của mình đó là giết heo, giết bò, giết chó, ăn mừng trên sự đau khổ của thầy mình xuống thế làm người. Hết thương luôn anh chị em thấy không? Điều này tôi nhắc hoài. Bây giờ Đức Giáo Hoàng là người theo Chúa, là người dẫn đầu. Đức Giáo Hoàng đã bán xe hơi của mình, xe hai bánh của mình. Đức Giáo Hoàng bán cái áo gió của mình bằng ngày ngày đó, để bán bằng cái giá cao nhất để cho con của mình. Đức Giáo Hoàng bán là Đức Giáo Hoàng thực thi lời Chúa, mà ai mua cao nhất là Đức Giáo Hoàng bán, bởi vì Đức Giáo Hoàng cần có nhiều tiền để cho con của mình. Người ta thấy Đức Giáo Hoàng bán với mục đích là cho người nghèo, cho nên người ta càng mua nhiều vì muốn giúp Đức Giáo Hoàng để làm bác ái cho người nghèo. Cha của mình là chỗ đó, cha thiệt là cái chỗ đó. Thay vì bán chiếc xe này 5.000 thôi, cần gì phải bán cao. Nhưng mà không, vì con mình nó nghèo quá đi, nó khổ quá đi, cho nên phải tìm đủ mọi cách để kiếm cho được nhiều tiền bán cho con của mình.
cha của mình là như thế. Còn anh chị em đi theo Chúa, anh chị em nói là thôi chết Chúa gọi tao về, sống làm phước làm chi. Vậy thì bây giờ Đức Giáo Hoàng cũng như anh chị em, tại sao ông đi làm phước? Ông bán cái áo cho ông phải còn. Đức Giáo Hoàng nói tiếp: trước đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng khuyến khích các giáo sĩ và tu sĩ phải khiêm tốn trong việc chọn lựa phương tiện để đi. Hồi tháng 7 năm ngoái, Ngài nói với một nhóm chủng sinh và tập sinh rằng Ngài cảm thấy đau lòng mỗi khi thấy một linh mục hay một tu sĩ hay một nữ tu có một chiếc xe mới và đẹp. Đức Giáo Hoàng nhìn thấy một ông cha hay là một bà phước mà đi chiếc xe mới là ông đau lòng ghê lắm. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Thánh Cha khuyên họ nên chọn chiếc xe đơn giản hơn. Nếu anh em thích chiếc xe mới đẹp ấy, hãy nghĩ đến bao nhiêu trẻ em đang chết đói. Mà tôi nói không sai bao giờ. Những gì mà tôi đã nói, tôi đã cảnh báo anh em, anh chị em từ 6 tháng vừa qua, từ hồi tháng 6 tới giờ tôi đã cảnh báo anh chị em về các hàng giáo sĩ. Bây giờ là Đức Giáo Hoàng đã làm hết. Đó, Đức Giáo Hoàng đã từng cảnh báo hàng giáo sĩ, là tố giác hàng giáo sĩ là sa đọa, là cho giáo dân uống thuốc độc thay vì cho bánh thánh. Bây giờ Đức Giáo Hoàng nói mỗi lần mà tôi thấy một linh mục hay một tu sĩ đi xe đẹp là tôi đau lòng vì một người chết đang chết đói, trẻ em đang chết đói. Cho nên vì thế Đức Giáo Hoàng theo lời Chúa dạy bán của cải đi mà bố thí. Khi còn là hồng y, Đức Thánh Cha được nhiều người biết đến qua việc Ngài đi phương tiện công cộng là đi xe buýt. Bây giờ cha của mình là Đức Giáo Hoàng ở dưới đất, cha của mình là Chúa Giêsu ở trên trời. Chúa Giêsu thì dạy anh chị em là bán của cải đi mà bố. Đức Giáo Hoàng là cha ở dưới đất của anh chị em, là cha chung đó. Anh chị em tin ông là cha chung đó. Bây giờ ông đã bán của cải, là bán xe hai bánh, bán áo gió rồi. Bây giờ anh chị em cũng theo Chúa như cha của mình. Anh chị em làm sao? Tôi không biết gánh cái trách nhiệm này sau khi nhắm mắt là ai gánh? Phải bản thân mình gánh không? Giờ đây anh chị em thấy cái chuyện làm phước nó đúng chưa? Chuyện tôi làm phước nó đúng là tào lao. Bây giờ đây là tiếng chuông mà Đức Giáo Hoàng đang gióng lên. Cụ thể là ngày hôm nay các tôn giáo bạn người ta đó là có cơm cho cơm, có gạo cho gạo, có tiền cho tiền, có nước cho nước, có muối cho muối. Còn công giáo của chúng ta, một thùng nước 5.000, nhà thờ bán 5.000, đó là bán rẻ cho con đó. Vì con cái trong hội đạo bán rẻ, tôi thấy chết rồi anh chị. Tôi thấy chết. Chết chưa kịp thở. Đó, cái con số 1 mà anh chị em nghe đó. Luyện tội ở trần gian mình đâu có thấy. Mình nói rằng chết rồi, không được đủ điều kiện lên thiên đàng thì vô trong lửa luyện tội. Nghe cái đĩa này cho thiệt kỹ trở lại để mà sống. Giờ đây anh chị em không làm là anh chị em gánh cái khổ của anh chị em, chứ không ai gánh giùm được. Đã đến lúc Đức Giáo Hoàng phải bán nhà, bán xe, bán quần, bán áo rồi. Còn anh chị em bây giờ còn ngồi chơi xơi nước mà đòi về thiên đàng là sao? Mỗi khi Đức Giáo Hoàng thấy một linh mục hay là tu sĩ nam nữ đi một chiếc xe đạp là ông, một chiếc xe đẹp là ông đau lòng. Vì ông thấy bao nhiêu trẻ em đang chết đói. Mà Đức Giáo Hoàng làm gì có khả năng mà cho cả thế giới người nghèo. Mỗi người cộng tác với Đức Giáo Hoàng mà lo làm chứ. Anh chị em thấy tôi ở giữa rừng già, Đức Giáo Hoàng có thấy tôi không? Tất cả chúng ta nhìn lên Chúa mà đi.
tôi đã nói hồi đầu bài giảng, nhìn lên Chúa mà đi. Vậy bây giờ anh chị em mà không còn làm điều này nữa thì gánh trách nhiệm anh chị em gánh cho ai gánh giùm? Các cha mà không làm phước ố thí, bán quần, bán áo, bán nhà, bán cửa cho, thì các cha phải gánh cái trách nhiệm này nặng ghê lắm. Nặng như thế nào thì đương nhiên Chúa có quyền đón xét, còn ta không có quyền. Tại sao ta không có quyền đón xét người khác? Hả? Có phải tại Chúa dạy không? Có phải tại Chúa dạy là chỉ có mình Chúa mới có quyền đón xét không? Sẽ giải thích chỗ này là cho hiểu tại sao ta không có quyền đón người này, Không phải mình không tốt, nhưng mà mình đâu có thấy được cái tâm của người đó như thế nào mà mình nói người đó có tội. Phải không? Chừng nào mình là thánh mình mới thấy được cái tâm của người ta. Còn mình là phàm trần mình sao mình thấy được cái tâm người ta mà mình nói người ta có tội. Cho nên Chúa mới bảo là không ai được đón xét ai vì tất cả là phàm phu, chỉ có một mình ta mới xét vì ta thấy tâm của mọi. Hiểu chưa? Vậy đó mà không đi nghe giảng nữa ở nhà chơi không? Mãn nguyện chưa? Chúa dạy mình là không được đón xét người khác bởi vì Chúa thấy tụi mình là phàm phu. Mình có thấy cái tâm của người ta đâu mà mình nói người ta phạm tội. Còn Chúa thì Chúa thấy tâm của mình, cho nên Chúa dặn từng ly từng tí như vậy đó mà có ai hiểu đâu. Thấy nhỏ này cầm điện thoại đó, nhỏ này giàu quá ta hay là mới ăn cướp. Ví dụ vậy, mình biết người ta là sao mà mình đón, mình có thấy được cái tâm người ta đâu. Bởi vì Chúa nói tất cả chúng con là có một cha trên trời, nhà có một thầy trên, còn dưới đất là anh. Có đứa nào thấy tâm của đứa nào đâu mà bài đặt nói con này có tội, thằng kia phạm tội. Nói vậy là mình phạm tội. Mình không thấy tâm người ta, anh chị em thấy tâm tôi không? Tôi thấy tâm anh chị em không? Vậy tất cả chúng ta không được quyền đón, chỉ có Chúa mới đón. Vì chỉ có Chúa mới thấy tâm của mình. Đồng ý chưa? Hiểu từng chút vậy đó. Hiểu chưa nào? Còn nhiều chuyện hay trong bài này nữa, muốn nghe nữa không? Cô cũng mệt lắm mà lo làng nãy giờ quá tiếc rồi. Ở đời mình nói chính thì phải làm, nói mười làm chính, kẻ cười người chê. Trời ơi, cái gì cũng buộc đó. Cái gì chả chút vậy sao? Nói chính thì phải làm, nói mười làm chính, kẻ cười người hết phương luôn rồi. Lạy Chúa ngài xót thương, hai một. Lạy Chúa ngài xót thương, đời con gây phúc muôn màng. Bây giờ nghe lại Đức Thánh Cha bán nhà, bán cửa, bán xe, bán áo. Mình, ông cha Tường cũng bán đất, bán đai, ông đào ao nuôi cá. Mình chưa làm gì mình ngủ chưa? Mình cũng theo Chúa như người ta mà tại sao mình thấy cái điều người ta làm sai? Bây giờ hiện tại có ông Đức Giáo Hoàng là người lớn nhất làm, tôi người nhỏ nhất làm. Và anh chị em thấy hai người này đúng sai thì cứ việc mà đi, cho ông khuyên nữa đúng không? Giờ không khuyên nữa, giờ tự mà nghiên cứu là tự cứu mình ngay chỗ này đi. Đợi con dây phúc muôn màng nương tựa đâu. Hôm nay trở về vẫn còn, dù muộn màng nhưng vẫn còn có cơ hội nương tựa nơi. Bao nhiêu người hiện giờ không nghe được bài giảng này thì làm gì mà còn nương tựa được nơi Chúa đây? Khổ ghê vậy đó anh chị ơi. Đời con dây phúc muôn màng nương tựa nơi. Đời con hai một. Đời con dây phúc muôn màng. Dù biết ngày tháng qua ở thế gian còn mê đắm đai nhiều. Từ ngày mà chưa nghe bài giảng này có phải mình mê đắm không? Mê đắm đã. Dù biết ngày tháng qua đời con mê đắm đai nhiều. Bây giờ sao? Thùng nước mẹ đó con. Bữa nay ai có tiền bỏ tiền, có quần bỏ quần, có áo bỏ áo, có nón bỏ lại hết, đi về mình không?
chứ giờ hết phương rồi. Làm được lần nào thì mừng lần. Đồng ý không? Anh chị em đồng ý cho này không? Bây giờ nghe lời cha một lần đi. Có tiền bỏ tiền, có quần bỏ quần, có áo bỏ áo, làm được lần nào mừng lần ấy. Chưa chắc từ sau mình còn có cơ hội đến đây, lỡ chết rồi sao? Rồi về nhà chồng mình nó thấy tiền nó tiếc nó không cho làm. Vợ mình nó thích từ đồng từ xu. Thôi bây giờ lỡ tới đây rồi không còn cơ hội. Bây giờ nương tựa hôm nay nghe được bài giảng này, bây giờ còn mấy xu móc sạch về mình không đến. Cha cho ăn cơm rồi, ít nữa là tao muộn màng thiệt, nhưng mà vẫn làm được một lần, đúng không? Hơn là bây giờ nó không làm được lần này. Lạy Chúa, ngày tháng qua đời con dày phục muôn màng. Dạ. Lạy Chúa ngài ngục, Ngài xót thương đời con dày phục muôn màng. Dù làm có một lần đấy thôi, muộn màng nhưng vẫn nương tựa được ở nơi. Mấy cái ông Sài Gòn nè, nhớ nghe chưa? Bỏ lại hết, từ sao chắc gì vợ nó cho đi. Nó biết là xuống đây làm phước cho nên nó không cho đi. Lạy Chúa ngài xót thứ hai một. Lạy Chúa ngài xót thứ đời con ngày phục muôn màng. Dù biết ngày tháng qua ở thế gian mê đắm đa nhiều, chạy theo người thế bồi nghĩa tình cha, cha nhân từ chấm chấm cho con xuống luôn con ơi. Khó cái gì bằng người nào mà khó. Xuống thẳng luôn chứ khó gì nữa cha. Lạy Chúa ngài một. Lạy Chúa ngài xót thương đời con ngày phục muôn màng. Lạy Chúa biết ngày tháng qua ở thế gian con mê đắm ai, lạy Chúa mọi nghĩa tình cha, cha nhân từ con khó. Thác từ từ đi con. Nhưng mà phó thác bằng cách là bỏ hết tiền mặt ở đây thì mới được phó thác. Còn nếu không bỏ thì con xuống xuống luôn cha ơi. Không có được phó thác được đâu. Vui không? Ngoan không? Nghe nữa không? Còn đoạn nữa hay lắm. Giờ muốn nghe không? Nghe cho rồi đi. Trở coi về nhà là không có cơ hội nghe nữa. Đó, bây giờ là đã kêu gọi hàng giáo sĩ, hàng giáo dân, tất cả là phải làm phước. Làm phước. Anh chị em vừa bụng chưa? Còn nghi ngờ tôi nữa không? Giờ đây thấy tôi làm đúng bài của Đức Thánh Cha chưa? Bây giờ chúng ta nghe cái đoạn thứ ba là nước trời. Bây giờ làm tới bàn thăm. Ngay cái chỗ này tôi muốn giải mã cho anh chị em một chút nữa cho nó xong. Chỗ này rất là quan trọng. Bây giờ cha hỏi anh chị em nè, nước trời ở đâu? Nước trời ở đâu? Xưa nay anh chị em nói là anh chị em chết xây về nước trời, vậy nước trời ở đâu? Hả? Anh chị em nói là sau khi chết thì Chúa cho về nước. Vậy nước trời của anh em ở đâu? Trời ơi, vậy mà nói ngon, bởi vì chết là về nước trời. Trong lòng mình. Sao chị biết nước trời trong lòng chị? Dạ, nước trời trong lòng mình là bởi vì khi mình làm tốt thì mình thấy coi như điều đó là điều Chúa dạy mình làm tốt, tức là bản thân mình. Tức là theo chị là nước trời trong lòng chị. Dạ. Còn theo chị kia thì nước trời đâu? Nó, bây giờ không biết nước trời ở đâu mà nói là nửa năm chết tôi về nước trời. Tưởng tượng thôi. Bởi vậy đức tin đó là đức tin hiểu sai tội nghiệp không? Hết sức thấy thương rồi. Hiểu sai rồi. Nghe kỹ đây, đọc câu 19 coi. Vậy, đọc kỹ nè, vậy. Vậy ai đã có vui khi đã là một trong những điều răn nhỏ ý. Và dạy người ta làm
như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Vậy nước trời ở đâu? Ai là người được ở trong nước trời? Theo cái câu này đọc lại. Đọc lại cho hiểu. Đọc lại nè. Vậy bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy. Ai mà bãi bỏ quên. Ai mà bãi bỏ dù chỉ là một điều răn nhỏ thôi thì sao? Và dạy người ta làm như thế. Có nghĩa là ai mà hủy bỏ dạy người ta làm một điều răn như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Vậy ai là người được ở trong nước trời? Cái câu này nè, cái câu này nè. Những ai được ở trong nước trời? Anh chị em có công nhận là anh chị em ít có hiểu lời Chúa không? Đọc cái câu này ra cái em bối rối. Nó nó bối rối. Dạ giải thích nha, được không? Vậy nếu mà không chịu nghe đó là con. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ một trong những điều răn nhỏ ấy? Điều răn đó là điều răn của ai? Điều răn của Chúa là 10 điều. Mà ai mà dạy người ta bỏ một điều đó? Thế tiếp theo là và dạy người ta làm như thế, tức là bỏ một trong 10 điều răn của Chúa. Ai mà dạy bỏ một điều và thực thi như vậy thì sẽ bị gọi là kẻ. Vậy cái người này phạm tội là sạch tội? Phạm tội là dạy người ta bỏ điều răn của dù chỉ là một. Vậy thì người này là người phạm tội hay là sạch tội? Người này ở đâu? Thì sẽ đọc ra cái thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Vậy cái người này có tội không? Có tội mà sao được ở nước trời? Cười. Anh nói mà anh nói cặp lên dứt hết con công anh đó. Tôi cho anh nói lại ha. Anh nói đi. Bởi vì nước trời này đang nói là ở đang còn ở trần gian mà cha. Sao anh biết nước trời ở trần gian? Bởi vì điều răn của Chúa là chính là nước trời rồi. Chúng ta thực hành lời Chúa là chúng ta đang ở trong nước trời rồi. Có Chúa là nước trời rồi. Ở đâu không có Chúa, không có ở đâu có tình yêu thương thì ở đó chính là nước trời. Sao anh biết vậy? Chúa dạy trong tin mừng của Chúa đã có rồi. Chút nữa sao lại anh gặp tôi cho anh cái đĩa. Vậy bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Nước trời này là nước trời ở trần. Thấy chưa? Rồi chỗ nào là nước trời trên thiên đàng? Nước trời mà còn lộn xộn vậy không giải thích sao cho em hiểu? Bởi vì lời Chúa nó nói đầu này cộng, bây giờ rối lại, rối tung. Bây giờ đọc tiếp nè, đọc tiếp coi nước trời trên thiên đàng đâu. Tôi nói thật với anh em, trong số những người ta mà đã đẻ con mẹ, tiếp theo, chưa có ai cao trọng hơn ông Chúa em. Tiếp theo, tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Tức là ông thánh cho an, ông thánh thiện không? Vậy mà ở trong nước thiên đàng còn có người thánh hơn ông đó. Thì nước thiên đàng đó là nước thiên đàng ở đâu? Bởi vậy cái chỗ này mơ hồ, nhưng mà đức tin thì chúng ta phải tin là nước thiên đàng ở trên trời. Thì chúng ta phải tin là như thế. Lời Chúa nói như thế mà chúng ta theo lời Chúa mà. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông, là kẻ này là kẻ sạch tội ở trong nước thiên đàng mới. Còn chúng ta đang ở thiên đàng hiện tại đây là thiên đàng. Tại sao vậy? Tại vì là đức tin dạy chúng ta là Chúa dựng nên trời đất và vũ trụ. Vậy thì Chúa nói trời là ngai của ta, đất là bệ để mà dưới chân ta. Trời là ngai của ta mà đất là bệ dưới chân của ta. Bây giờ là tôi biết ông là đi lễ mỗi tuần,
mà tại sao là ông nói xấu tôi? Cái này tôi nói thật à, ông nói tôi nè, nói này nói nọ nói kia tùm lum hết. Bây giờ người ta nói tùm lum hết ra là tôi hỏi người này hỏi người nọ hỏi người kia rồi đó, giờ ông tính sao? Không, tôi nói thật, tại vì tôi buồn lắm rồi bây giờ tôi mới nói. Dạ, cha, cha nói con nói xấu cha nhưng mà con không biết con nói xấu cha cái gì. Nói chung là nói đủ kiểu, nhưng mà tự ông nói xấu điều gì là không biết. Thì con cũng xin trước là cha, tao với tất cả anh em trong cộng đoàn, thì con có nói xấu cha cái chỗ này nè. Và con nói á, cũng như là cha là một con tí, cái này con đem ví dụ ra nè, cha là một trưởng áp, con cũng là một trưởng áp, mà là cha thì là một người lo cho dân, còn con là người lo đi ăn nhậu cơ mà đó. Thành ra khi là hai người trưởng ấp này mà đi lên tới xã trưởng hay là tới quỹ ông huyện gì đó xin một cái kinh phí về để là phục vụ, mà là như vậy là cha thì xin sẽ được mà con xin không được, bởi vì lý do con đâu có lo cho dân đâu, con ăn nhậu mà ở trên sao mà nói chung đó là lập luận của ông thôi, đó là lập luận của ông. Bây giờ ông đã từng nói điều này điều nọ điều kia 6 tháng nay, mà thật sự thì cha không có, nói chung là cha không có muốn phơi bày. Thấy con cái, nói chung là thấy đức tin là thấy ông là con cái, thấy thương, mà cứ nghĩ rằng ông là đàn ông mà tại sao ông nói như vậy. Đàn bà nói thì mình không tính, anh cha nói không? Mà ông là đàn ông mà ông nói như vậy. Bây giờ ông chỉ cần nói, ông chỉ là người ta nói như thế, bây giờ tôi không muốn tri cứu ông, nhưng mà ông sẽ bảo đảm như thế nào để cho rằng là ông muốn nói, ông chỉ cần có một cái bảo đảm của ông thôi. Tôi chỉ cần nghe một lời bảo đảm của ông. Nhưng mà con không biết con nói xấu cha cái gì, sao con bảo đảm? Bây giờ ông không biết con nói xấu cái gì đúng không? Thì ông chỉ cần nói một câu gì đó để cho tôi tin rằng ông sao không có nói. Bây giờ con xin nói với cộng đoàn, con nói câu này để cho cha tin là thưa cha, con nghĩ rằng cũng như con mà đi là đến đây với nghe cha giảng á, thì cũng như là con đi đến bác sĩ vậy đó. Như vậy là tại sao con cũng những người đi, con nói ở đâu có Chúa, ở nhà cũng có Chúa, ở nhà thờ mình cũng có Chúa, có cha, sao mình không mở nhà thờ nghe mắt đi tới Bến Tre. Thì con có nói với bà con là bởi vì tại sao mình ở đâu cũng có bác sĩ, tại sao mình đau mình không ở đây mình trị, mà mình bác sĩ ở đây có mình không đi, không trị mà mình đi lên tới thành phố để trị. Nói chung là bây giờ là gặp cha gặp cộng đoàn là ông nói khác. Thật sự gặp cha gặp cộng đoàn là ông nói khác. Bây giờ ông chỉ cần nói một điều duy nhất là ông lấy cái gì để bảo đảm rằng là ông không có nói xấu cha, đủ rồi, cần phải giải thích. Cha tự nói giờ thì cái chuyện mà đầy trong lòng mình mới tràn ra ngoài. Đúng rồi. Từ chỗ đó nên là con đã đầy trong lòng ra, thì con hôm nay cha nói rồi cha hỏi thì con mới tràn ra cho cộng đồng cha hiểu cái tấm lòng của con thôi. Đó. Nói tóm lại thì đương nhiên là ông nói ra rồi, nhưng mà bây giờ á, để mà cha hiểu được ông không nói xấu cha, đúng không? Thì ông phải có một cái bằng chứng gì đó. Chứ bây giờ không lẽ cha vui cái chuyện ông nói xấu cha, rồi không lẽ cha nói cái người đó nói ông nói như vậy thì còn mặt mũi nào, đủ thứ chuyện tùm lum. Bây giờ cha chỉ cần biết ông nói ông không có nói, phải không? Bây giờ ông có một cái lời hứa, lời thề, lời nói gì đó, chuyện của ông đủ rồi, cha chỉ cần biết nhiêu đó. Con bây giờ con muốn biết hứa gì là thôi, xin cha cho con cái lời hứa đi. Sao không nói gì được? Là cái lời hứa mà cha muốn con hứa cái gì. Bây giờ á, bây giờ chỉ cần nói đơn giản thôi. Bây giờ nếu ông nói ông không nói xấu cha, phải không? Ông dám thề với mọi người là ông không nói không? Ông dám thề trước mặt Chúa và mọi người không? Dạ con dám đó cha. Thì ông nói đi. Nếu mà con xin thề trước Chúa và tất cả là con anh em đây, nếu con có mà nói xấu gì cha đó thì cho con đi về bữa nay nè,
cho con bị là cũng cấm thề cũng làm riết tới thì ông nào ông thề không chứ ông bị mất mất ông ngu tôi rồi ông bị lừa rõ ràng là ông đúng thề thực sự đúng không phải không ông thề là cho ông đi ra ngoài té xe mà Chúa dạy sao lấy lời Chúa này làm đi bởi vậy á là Chúa dạy một đường mà làm một mà tại vì tôi là mặt thực sự đó mới muốn cái da với ổng một hôm mà làm gì có chuyện đó anh em còn thầy thầy bảo cho anh em biết đừng thề gì cả ổng có thì có thầy không có. Theo Chúa là theo như vậy đó mà anh chị em có ngoại ổng không làm riết là anh chị em nói tôi thề nếu mà tôi có gì tôi ra đường xe đụng tôi chết hoặc là vợ tôi bỏ mà Chúa dạy mình nè đọc lại coi còn thầy đừng gì hồi nãy ông giơ tay lên ông nói là tôi chỉ trời mà thấy thích vậy không thấy không đi nghe giảng vui không đó là một cái minh đó là một minh minh quả ông cầm xét chết đi nghe không tại vì tôi thấy á ông cầm á tánh ổng á là ổng nóng mà ổng tròn tôi nghiên cứu kỹ rồi mà tôi không cho hai ông này biết tôi nhìn thấy cái tánh của ổng tròn mà tôi cằn nhẫn vài câu là phải thề ngay còn ổng cầm mình khó lắm à thử ra tôi nghiên cứu thì kêu ổng cầm lên đi bị thua kêu tròn dính nuôi con dạy cho con là phải biết tánh con đúng không đó. Đây chú dạ tiếp đừng chỉ trời mà gì trời làm ngay Thiên Chúa hồi nãy ổng thề như vậy là đúng lời Chúa không vậy anh chị em có nên thề không để theo đừng Chúa dạy kỹ lắm đừng chỉ trời mà thề đừng chỉ đất mà vậy mà con thề trước mặt Chúa mà nếu con có bị gì con đi ra đường là cho xe đụng là dưới đó là mà thề còn chỉ trời mà con thề trước mặt Chúa là chỉ đi ra đường là đi xuống lấy đất mà thề là đụng chết cái đó mà trong này làm quá thì anh chị em y như vậy mình nói mình theo Chúa mà mình sống một đường mà mình làm Chúa dạy một đường mà mình làm một xưa nay anh em có bị không người khác nó thích đừng có ham mà chơi gần gần tôi nhé tiếp theo đừng có lấy tòa giáp một cái nhà thờ đó mà thề đừng có nói tôi đứng trước nhà thờ thành thế này tôi thề tôi có nói xấu trả là tôi ra đường xe đụng chết thề con ơi đi vậy từ nay không được thề xin lỗi ông nghe muốn làm cho người ta hiểu cảm ơn ông nghe anh chị em cảm ơn ổng không cảm ơn ông chứ tao mới cười ông đâu vì đó là thành của Đức Chúa nhà thờ này là thành của ai đừng lấy nhà thờ đó mà thề đừng nói tôi đứng giữa nhà thờ mà tôi thề nơi Chúa ngự thánh thì chúng ta không đụng vào đó. Ngay cái chỗ này nè tôi dạy anh chị em một điều nè từ nay trở đi nhất là mấy ông miệng đó muốn ông miệng này nhậu mình đang tổ chức bàn nhậu mà muốn có ổng nhậu mà ổng không nhậu á ê alo mày có nhà không đấy có gì không anh cha kêu mình lên nhậu mà thực sự cha có kêu không lấy danh cha mà kêu lên lấy danh Jerusalem mà tội nghe chưa đó tội dữ lắm mấy vụ này có bị không bằng ăn vậy đó hả à, tiếp theo đừng chỉ lên đầu mà thề gì có nghĩa là anh đừng hứa với ai bất
kỳ một điều gì, bởi vì anh làm có được đâu mà anh hứa. Anh có làm cho sợi tóc này đen được không? Trắng được không? Cho nên những gì mà anh làm được thì anh cứ, còn những gì không làm được thì đừng có hứa. Hứa là mắc lời, lời thề, hiểu chưa? Hiểu lời Chúa không? Tiếp theo, nhưng thì phải đọc lớn đó nè, thể nhưng thể có không thiên thách từ nay trở đi theo lòng thương xót Chúa thì có thì nói có, không thì nói không, thề là do ma chết ông nhau giống giơ tay thề lấy tên Chúa mà thề, về nhà thờ mà thề, con mà có nói xấu cha xe đụng con chết, ai nói tôi nào, ai dám nói tôi, tại thề ngang chịu không? Vui không? Con mệt quá là nghỉ đi, hẹn gặp lại thì sao nha. Cảm ơn anh chị. Sau sự việc này,
Vua Gia-rốt-an cũng không chịu bỏ đường lối xấu xa của mình, nhưng vẫn cứ đặt những người đáng thương làm tư tế tại các nơi cao. Thì ông không làm tư tế tại các nơi cao. Sự việc này là nguyên cớ cho nhà Gia-rốt-an phạm tội rồi bị sụp đổ và tiêu mau khỏi mặt đất. Đó là lời Chúa. Cùng thầy ai giữ lời ngài, hết tâm lo tìm kiếm phương thay những ai tin vâng trong lễ lần Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco. Lạy Chúa. Trong những ngày ấy có rất đông dân chúng và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: hãy chạnh lòng thương dân chúng vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: ở đây trong nơi hoang vắng này lấy đâu ra bánh cho họ ăn? Ừ, các ông, anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, nhân lời tạ ơn và lẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng rồi bảo các ông. Rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn và được no hơn. Người ta nhặt lấy những 4 mẩu bánh còn dư thừa. 7 giỏ, số người ăn chừng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đa-ma-lu-tha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúa đã đứng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dương đi kiên thiên chúa.
xuống cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mà.